chương 1284, ngưng tụ thần hạch. Thu làm linh thú, giang giật khẽ giật mình, không biết hắc thần đây là tại làm cái quỷ gì, hắc thần thế nhưng là vô tận biển sâu phong hào yêu hoàng, hắn tính cách cũng là vô cùng cao ngạo lại để cho trở thành nhân loại linh thú mặc dù Giang giật thực lực có tư cách trở thành chủ nhân của hắn, nhưng không bao giờ hắn vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Hắn đôi mắt nhất chuyển, do hỏi, phi thăng trở thành linh thú chẳng lẽ có thể cùng theo phi thăng? Đúng, thiên thiên nói tiếp, lão tổ tông đã từng nói, huyền đế năm đó hỏi thăm qua hắn giống như hắn nguyện ý trở thành huyền đế linh thú là có thể mang theo phi thăng giang đế hắc bá không có nói đùa thiên thiên chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì hy vọng lần này ngươi có thể giúp một chút hắn giang giật nhìn thoáng qua thiên thiên trầm ngâm một phen nhìn xem hắc thần nói hắc thần ngươi đi thượng giới làm gì báo thù hắc thần ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý nghiến răng nghiến lợi nói ra lần này vô tận biển sâu yêu tộc cơ hồ bị diệt tộc của ta tộc nhân cũng toàn bộ bị giết Đại đế chiến tử Mặc dù hình ma bắc đế đám người đã bị giết Nhưng chân chính thù nhân là minh giới Ta muốn cùng Giang đế cùng đi sông sáo thượng giới Đánh giết minh giới sinh vật Báo thù cho bọn họ Dạng này a à, Giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau Luôn cảm giác hắc thần muốn cùng hắn lý do không chỉ là những thứ này Nhưng thiên thiên đã mở miệng khẩn cầu Cái này mặt tử không có thể không cho Hắn gật đầu nói Vậy thì tốt Ta đáp ứng ngươi Bất quá vạn nhất phi thăng lúc Người bị thiên địa pháp tắc khu trục đến lúc đó sẽ bị cương phong rào sát, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị. Ừm, đa tạ giang đế, hắc thần trùng điệp cong xuống, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Giang giật lúc này mới nhìn qua thiên thiên nói, thiên thiên, trong khoảng thời gian này các ngươi tiềm phục tại nơi nào ta còn tưởng rằng các ngươi. Còn có, thiên thiên, thật xin lỗi, ta đi ra đã quá muộn, không thể bảo chúng ngao lưu đại nhân. Không cần phải nói thật xin lỗi, thiên thiên trong mắt nước mắt lấp lánh, lục sắc mái tóc phiêu diêu, Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đó là chúng ta yêu tộc mình, người có thể thay lão tổ tông bọn hắn báo thù, còn đem lão tổ tông danh tự viết tại anh Linh trên tấm bia, lại thay chúng ta yêu tộc chính danh, thiên thiên đã vô cùng cảm kích, ta đại biểu còn lại yêu tộc khấu tạ giang đế. Nói, thiên thiên liền muốn quỳ xuống lại, giang giật vội vàng kéo nàng lại, ngưng tiếng nói thiên thiên, người nói là nói cái gì ngao lư đại nhân đối ta có đại ân, đây đều là phải làm. Còn có, chúng ta trước kia là bằng hiếu, cũng là bằng hiếu tương lai vẫn là bằng hữu gọi ta giang giật đi. Ừm, thiên thiên trùng điệp gật đầu đầu, miễn cưỡng cười nói, trước giờ đại chiến, ta vốn muốn cùng lão tổ tông bọn người cùng chết chiến, nhưng lại bị hắc bá đánh ngất xỉu mang vào một cái bí cảnh, là lão tổ tông ra lệnh. Ai, người mất đã đi, thiên thiên mời nén bi thương. Giang giật nghiêm mặt nhìn qua thiên thiên nói ra, ngao lư đại nhân dụng tâm lương khổ, người không muốn uổng phí hắn một phen khổ tâm, người phải thật tốt còn sống nếu không về sau ngươi ngay tại Giang Đế Thành ở đi, vạn quán sẽ giúp ta chiếu cố ngươi. Không được, thiên thiên rất kiên định nói ra, nhà của ta tại vô tận biển sâu, ta là yêu tộc một đời mới đại đế, ta muốn thủ hộ yêu tộc, Giang giật, ta cần phải trở về, ngươi đi thượng giới một điểm muốn trân trọng. Thiên thiên thật sâu nhìn một cái Giang giật, nhấc chân đi ra phía ngoài, Giang giật mang theo hắc thần cùng tiền vạn quán đưa đến bên ngoài, hạ lệnh vạn quán, sắp xếp người bắt ta lệnh bài đưa thiên thiên một đường truyền tống về đi. Hắc thần, người trước đưa thiên thiên hồi trở lại vô tận biển sâu ta còn muốn đi hắc hải bế quan nửa năm sau ngươi hồi trở lại giang đế thành chờ ta rõ hắc thần lĩnh mệnh tiền vạn quán cũng an bài một phen thiên thiên cùng hắc thần tiến vào truyền tống trận truyền tống rời đi vạn quán a người nói hắc thần vì sao muốn đi theo ta đi thượng giới các loại chợ thiên thiên các nàng truyền tống rời đi giang giật lúc này mới cùng tiền vạn quán hỏi đi thượng giới hắc thần đột phá máy hội xác thực lớn hơn một chút nhưng cũng càng dễ dàng chết đi hắn đặt vào thiên thiên không thủ hộ, đi theo chính mình chạy cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Tiền vạn quán như có thầm ý hướng truyền tống trận phương hướng nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, lão đại A, à, rất có thể thiên thiên coi trọng ngươi, để hắc thần đi theo ngươi, về sau nàng dễ tìm ngươi A. À. Mà lại hắc thần theo ngươi, vô tận sâu hải yêu tộc an toàn tuộc tuyệt đối có bảo đảm. Ba, Sang giật một bàn tay đánh vào tiền vạn quán trên ót, không còn cùng hắn nói nhảm, xoay người lại an bài một phen, một đường truyền tống đi đêm đế thành, tiếp lấy lại độn thiên đi hắc hải. Theo trong hắc hải tiến vào tử thần đại lục, giang giật hao tốn một ngày thời gian về tới bất tử bộ lạc. Huyền thần cung còn tại bộ lạc bên ngoài trên đất trống, giang tiểu nô một mực tại bế quan, thậm chí cũng không biết hắn đi ra một chuyến. Tử thần đại lục một đời mới thánh hoàng long dương ngay tại bất tử bộ lạc bên trong chờ lệnh, giang giật hỏi thăm một phen, trong đại lục hết thảy bình tĩnh. Long Dương luyện hóa một chút linh dược cùng thánh thú xương cốt, thực lực năng lực áp rất nhiều đại tù trường, về sau thống trị tử thần đại lục sẽ không có vấn đề lớn long dương cũng bắt đầu tu luyện có nguyên khí sau có thể luyện hóa giang giật cho cổ khí dạng này chiến lược có thể càng mạnh mấy phần giang giật về tới huyền thần cung bên trong tại giang tiểu nô bên người ngồi xếp bằng nhìn qua nàng kia thanh thuần xinh đẹp như như tinh linh gương mặt nội tâm của hắn đều là nhu tình nhìn nàng sau một lúc lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tại giang giật bế quan về sau giang tiểu nô lại đột nhiên mở mắt nhìn qua giang giật ngòn ngọt cười về sau, tiếp tục tu luyện. Đạo văn cảm ngộ, giang giật tu luyện phi thường hài lòng, đương nhiên hắn không có lãng phí thời gian, vẫn như cũ phân ra một tia tâm thần đi lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên hỏa. Cường đại đạo văn có thể thêm cảm ngộ mộ một cái, đi thượng giới sau bảo mệnh tỷ lệ sẽ càng hơn hơn phân. Mười vạn lần cao tốc tu luyện phía dưới, nguyên lực như chảy nhỏ giọt như nước suối tuôn ra, vô số linh hồn bổ dưỡng linh dược bị giang giật nhanh chóng luyện hóa, linh hồn có thể liên tục không ngừng trở nên cường đại. Giang giật nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, không có một tia áp lực, dưới loại trạng thái này hắn lĩnh hội huyền đế thiên họa làm ít công to, vẻn vẹn một tháng thời gian, hắn lại cảm mộ bộ kia thiên họa chân lý, bắt được bên trong đạo vận. Đây quả nhiên là cái trí cao đạo văn, đáng tiếc là phụ trợ hình đạo văn, hư không chấn động cảm giác như cái gân gà, không có tác dụng gì. Giang giật có chút đáng tiếc thì thào, đã tới hắn cái này cấp bậc, tiện tay đánh ra một trường cũng có thể làm cho không gian chấn động, lại cảm mộ một cái cùng loại không gian chấn động đạo văn, hoàn toàn chính xác có chút gân gà. Có chút ít còn hơn không, đã cái này đạo văn đã nhập môn, giang giật chắc chắn sẽ không từ bỏ, dụng tâm yên lặng đi vào, tranh thủ tại còn lại thời gian mấy tháng bên trong triệt để cảm ngộ cái này đạo văn. Sau ba tháng, giang giật thứ tám khỏa tinh thần lấp lánh xuất ra đạo đạo bạch quang, kịch liệt bành trướng co rút lại, cùng lúc đó cửu thiên chi thượng ba đạo tinh thần chi lực xé rách thương khung, phá vỡ tử thần đại lục hư không, bắn thẳng đến huyền thần cung bên trong, hắn thứ tám khỏa tinh thần rốt cuộc dị biến. Thứ chín khỏa tinh thần còn không có tu luyện đầy, chỉ có một ít hương phong năng lượng, mà lại ta cái này đan điền hoàn toàn cùng người khác không giống, làm sao ngưng kết thần hạch. Mặc dù lão giả thần bí nói qua, thứ tám khỏa tinh thần dị biến về sau, hắn liền có thể đạt tới chân thần nguyên lực cảnh giới, nhưng giờ phút này giang giật nội tâm căn bản không chắc, vạn nhất ngưng tụ không được thần hạch, hắn nhưng là không còn biện pháp phi thăng. Bất quá tại tinh thần triệt để dị biến về sau, nội tâm của hắn lo lắng để xuống. Bởi vì tám khỏa tinh thần nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng lại chậm rãi dung hợp, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ dung hợp thành công, hắn tự có được chân thần thần hạch. Chương 1285, chân thần, tám khỏa tinh thần quay chung quanh cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng xoay tròn, từ từ dung hợp lại cùng nhau, vừa rồi bắn vào xuống tới ba tia tinh thần chi lực cũng nổi lên, tựa hồ tại trợ giúp cái này tám khỏa tinh thần dung hợp. Trọn vẹn qua một canh giờ, tám khỏa tinh thần toàn bộ biến mất. Giang giật trong đan điền xuất hiện một viên to lớn tinh thần, kia tinh thần so ban đầu tinh thần lớn gấp ba tả hữu, bên trong ẩn chứa minh mông năng lượng. Giang giật tại thời khắc này cũng phát hiện vấn đề cái này đại tinh thần bên trong năng lượng, đúng là kim sắc. Thiên lực, Giang giật cảm ứng một phen, tinh thần đại chấn, trước đó hiên đế cho hắn một gió thiên lực, giờ phút này cái đại tinh thần bên trong năng lượng màu vàng óng cùng thiên lực giống nhau như đúc, điều này nói rõ hắn thật ngưng kết thần hạch. Thứ chín khỏa tinh thần thế mà không có dung hợp đi vào. Giang giật nội thị đến thứ 9 khỏa tinh thần chậm rãi quay chung quanh thần hạch xoay chậm chậm, cảm giác phi thường không hài hòa, phi thường không thoải mái. Giống như 9 khỏa tinh thần toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, vậy sẽ cân đối rất nhiều, thêm ra một viên tinh thần, mà lại cái này tinh thần thế mà còn có thể hấp thu cương phong năng lượng, cảm giác quá quỷ dị. Kia lão giả thần bí nói cái này vô danh công pháp trước kia không ai tu luyện qua, chẳng lẽ lại công pháp này có vấn đề, sở dĩ thứ 9 khỏa tinh thần không cách nào dung hợp. Hắn trầm tư một trận, theo thần hạch bên trong điều tập một tia năng lượng, phát hiện có thể đơn giản triệu tập về sau, có chút giải sầu. Kia kim sắc thiên lực tiến vào kinh mạch về sau, cũng có được một cỗ cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi, giang giật cảm giác có được thiên lực, hắn tùy ý một quyền đều có thể đập chết bát tinh cường giả. Tốt lực lượng cường đại, thật là bá đạo thiên lực. Giang giật vận chuyển thiên lực tại kinh mạch toàn thân du tẩu, thiên lực bên trong có được một cỗ thần kỳ lực lượng, bắt đầu từ từ cải tiến thân thể của hắn, loại cảm giác này phi thường dễ chịu, cảm giác trời đông giá rét bên trong uống xong một bát trà nóng, toàn thân đều ấm áp. Đến đằng sau căn bản đều không cần giang giật khống chế, thiên lực tự động tại toàn thân du tẩu, giúp hắn tăng lên nhục thân, để thân thể của hắn chuyển biến thành thần thể. Một vòng lại một vòng, trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, thiên lực mới tự động lưu chuyển hồi trở lại thần hạch bên trong, giang giật cũng theo loại kia thần kỳ trong trạng thái đi ra ngoài. Hắn thấy bên trong một vòng, rất nhanh giật mình, bởi vì thần hạch bên trong thiên lực vốn là không tính rất nhiều, giờ phút này cải tiến thân thể lại tiêu hao hơn phân nửa. Lốp bốp, hắn mở to mắt, tùy ý hoạt động một chút thân thể, phát hiện toàn thân xương cốt đều tại nổ vang, trong lúc phất tay có thể làm cho không gian chấn động, một cỗ minh mông lực lượng ẩn chứa tại bắp thịt toàn thân xương cốt bên trong. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn nắm đấm này cường đại đến có thể một quyền oanh phá huyền thần cung. Thần thể, đây chính là thần thể sao? Hắn nhìn qua hiện ra nhàn nhạt quang trạch làn ra âm thầm sợ hãi thán phục, mặc dù tiêu hao nhiều thiên lực như vậy, lại phi thường đáng giá, thân thể này đoán chừng cho cửu tinh cường giả oanh đều oanh không chết đi. Không có thiên lực, căn bản không có cách nào ngưng tụ thần thể, không có thần hạch liền không khả năng có được thiên lực, không cảm ngộ trung cực đạo văn tựu không có cách nào ngưng tụ thần hạch. Sở dĩ so sánh thần hồn, thần hạch cùng thần thể càng là khó được. Đương nhiên, thần hồn cũng phi thường khó khăn tiến hóa, giang giật cũng không biết luyện hóa bao nhiêu linh hồn bổ dưỡng linh dược, giờ phút này vẫn còn chưa đi đến hóa, hắn nhưng là tập hợp đủ thiên tinh giới tất cả linh dược thử một chút tu luyện thiên lực, tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển vô danh công pháp, nhìn xem có thể hay không tu luyện ra thiên lực, thần hạch bên trong thiên lực ít như vậy, để hắn có loại không dám dùng cảm giác, vạn một ngày lực sử dụng hết, hắn dựa vào cái gì đi thượng giới sông sáo. Có thể tu luyện, sau nửa canh giờ, Giang giật mở mắt lại một mặt bất đắc dĩ, bởi vì hôm nay lực tu luyện quá khó khăn, có chút cùng loại năm đó lần thứ nhất tu luyện hắc sắc nguyên lực, dòng giã tu luyện nửa canh giờ, chỉ có thể tu luyện ra mấy sợi chỉ cần có thể tu luyện ra thiên lực đã nói lên hắn cái này đích xác là thần hạch thứ chín khỏa tinh thần không có dung hợp vào sẽ không ảnh hưởng thần hạch vận chuyển sẽ không ảnh hưởng chiến lược của hắn giang giật dứt khoát không thèm suy nghĩ quá nhiều chờ lão giả thần bí sau khi tỉnh dậy mới hào hào hỏi thăm hắn một phen tinh tế cảm ứng thân thể nửa ngày lại tu luyện trải qua giang giật xác định hết thảy đều tốt đẹp về sau một bên vận chuyển vô danh công pháp tu luyện thiên lực một bên tiếp tục tham ngộ hư không chấn động đạo văn một bên khác tăng tốc luyện hóa linh hồn bổ dưỡng linh dược một tháng sau giang giật thành công cảm ngộ hư không chấn động đạo văn để hắn có chút tiếc nuối là đạo văn này quả nhiên là gân gà chỉ có thể để không gian chấn động mà thôi chỉ có thể phụ trợ chiến đấu cũng không có tác dụng quá lớn hai tháng sau linh hồn hắn trong thức hải tiểu hỏa long kiếm kim quang vạn trược rốt cuộc tiến hóa lão giả thần bí cũng không có lừa hắn tại linh hồn hắn biến thành thần hồn về sau trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chút mới chữ tiểu triện ký tự, kia là vô danh công pháp đệ tứ trọng khẩu quyết. Đệ tứ trọng khẩu quyết cũng không phải là rất huyền diệu, cũng không có quá nhiều diệu dụng, chỉ là để giang giật tu luyện vô danh công pháp vận tốc độ nhanh gấp 2, thiên lực tuôn ra tốc độ cũng sắp gấp 2 mà thôi. Suy suy, tại giang giật ngưng tụ thần hồn thời điểm, thiên địa lần nữa dị biến, cửu thiên chi thượng phong vân tề động, 12 đạo tinh thần chi lực bắn ra mà xuống, chui vào giang giật thân thể mà lại cái này 12 đạo tinh thần chi lực cũng không có tiến vào hắn thần hạch bên trong, mà là tại toàn thân hắn cùng linh hồn bên trong du tẩu, tiến một bước giúp hắn cải tiến thân thể. A, à, Giang giật linh hồn kịch liệt chấn động, hắn vốn không có để ý kia 12 đạo tinh thần chi lực, bởi vì hắn trong đầu đột ngột xuất hiện một màn hình tượng đen nhánh hư không bên trên đã nứt ra một đạo kim sắc khe hở, kim sắc khe hở tràn đầy khí thức thần thánh, tựa như mở ra một đạo cửa tiên giới. Linh hồn hắn bên trong cũng xuất hiện một loại cảm giác, hắn tùy thời có thể dùng thông qua cái này kim sắc khe hở, rời đi thiên tinh giới, phi thăng lên giới. Chân thần, ta rốt cục đạt tới chân thần cảnh giới. Giang giật mở to mắt đứng lên, hắn trong hai tròng mắt kim quang lóng lánh, sâu xa như biển, tựa như bên trong ẩn chứa hai cái này thế giới. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt đứng tại thiền điện bên trong, không có thoải mái bất kỳ khí thức gì, lại cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh như thần để cảm giác. Trong một tháng nhất định phải phi thăng, nếu không cái kia đạo cửa lớn màu vàng óng sẽ biến mất. Giang giật có chút ảm nhiên thì thào một tiếng, phi thăng đại biểu cho hắn muốn cùng tất cả mọi người tách rời, muốn cùng nữ nhân yêu mến, huynh đệ, Giang Vân Hải bọn người phân biệt, có lẽ cái này cũng có thể. Là vĩnh biệt, tiểu nô còn không có xuất quan được rồi, trước không quấy dày, chờ trước khi phi thăng mấy ngày rồi nói sau. Giang giật nhìn thoáng qua Giang tiểu nô, gặp nàng đóng lại giác quan thứ sáu, hẳn là tại chiều sâu bế quan bên trong, không dám đánh đoạn nàng, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài. Hắn đem huyền thần cung thu hồi, bất tử bộ lạc bên trong Long Dương dẫn một đám người nhanh chóng hướng về ra, nhìn thấy một chút giang giật, Long Dương bọn người tâm thần hoảng hốt, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, quát khẽ nói chúc mừng thiếu chủ thành tựu chân thần. Ách người có thể nhìn ra giang giật nhíu mày, tò mò hỏi. Nhìn không ra, Long Dương tô lớn đầu lắc đầu, có chút e ngại nhìn qua giang giật nói, bất quá ta cảm giác thiếu chủ một ánh mắt liền có thể đánh chết chúng ta, ngoại trừ chân thần bên ngoài, ai còn có thể có loại này cường đại lực lượng. Một ánh mắt ha 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 ha, cái này có chút khoa trương, bất quá đột phá chân thần về sau, chém giết phổ thông võ giả đúng như là bóp chết kiến tộc đơn giản. Giang giật cười to vài tiếng, chân sau trên mặt đất một điểm, sau đó đằng không mà lên hướng thánh hoàng thành dùng tốc độ khủng khiếp bay đi. Ngưng tụ thần thể về sau, nơi này trọng lực đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, trong thân thể của hắn có thiên lực, tốc độ cũng đạt tới kinh khủng tình trạng. Vẻn vẹn một hơi thời gian tự biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở phương xa bầu trời, chỉ để lại một câu, Long Dương hảo hảo quản lý tử thần đại lục, chờ ta. Trở về, chương 1286, hành trình mới. Giang giật một tháng sau muốn phi thăng tin tức khoảng chừng 3 ngày thời gian tự truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới, nhận được tin tức sau sở hữu đại gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ nhao nhao siêu giang đế thành truyền tống mà đi. Giang gia bốn vực phụ cận rất nhiều phổ thông võ giả mặc dù không có thiên thạch cưới truyền tống trận, nhưng rất nhiều người cũng cưới thiên cơ thuyền, hoặc là dứt khoát phi hành bôn tẩu hướng Giang Đế Thành chạy đến, Mười ngày thời gian Giang đế thành bên trong tất cả khách sạn đều trụ đầy, trên quảng trường đều ngồi đầy người. Giang giật sau khi trở về, tại Giang bảo bên trong không tiếp tục xuất hiện qua, ngoại trừ cùng Phật đế hiên đế bọn người gặp mặt một lần, những người còn lại hết thảy không thấy. Một tháng thời gian hắn dự định đều bồi y thiền tô như tuyết doãn nhược băng mại yêu nhi các nàng, không có việc gì cùng Giang vân hải tâm sự, cùng tiền vạn quán chiến vô song hoàng phủ đào thiên tư đổ nhất tiểu uống chút rượu, hắn phi thường chân quý cuối cùng một tháng thời gian mọi người cũng biết lần này hắn rất có thể một đi không trở lại. Hắc thần đã sớm tới, thông qua yêu tộc bí pháp cùng giang giật ký kết linh hồn khí ước trở thành hắn linh thú. Loại bí pháp này rất kỳ lạ, Hắc thần linh hồn cùng giang giật hòa thành một thể, giang giật tiện tay có thể dùng bóp chết Hắc thần, so hồn nô càng thêm chặt chẽ. Chúng nữ cũng không có biểu lộ ra quá nhiều bất an cùng không bỏ, mỗi ngày cười nhẹ nhàng bồi tiếp giang giật. Trong đêm thay phiên thị tẩm, tô như tuyết mặc dù hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia nhưng ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận Giang Giật, nhận định phu quân của mình. Nàng đặc thù linh thể cũng làm cho Giang Giật hưởng hết diễm phúc. Còn có đường tuyết đường yên, kia là hai cái thiên nữ tộc, có được danh khí, vẫn là song bào thai, hai tỷ muội tinh tường thân phận của mình, đối Giang Giật đủ kiểu lấy lòng, để hắn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Duy nhất để Giang Giật có chút tiếc nuối là Giang Tiểu Nô đóng tử quan, hắn tại Giang Đế Thành bên trong ở gần một tháng, ngày mai sẽ phải phi thăng, Giang Tiểu Nô còn không có xuất quan đại ca ca, ta đi theo ngươi cùng đi thượng giới sao. Tiểu phỉ gần nhất mỗi ngày quấn lấy giang giật, tiền vạn quán đã sớm phái người đem yêu hậu nhận được giang đế thành, tiểu phỉ cũng không còn như nhàm chán, giờ phút này nàng như một cái bạch tuộc ghé vào giang giật trên thân, mặt mũi tràn đầy không thôi nói. Ha ha, giang giật tại tiểu phỉ trên đầu sờ lên nói, tiểu phỉ còn nhỏ, thượng giới rất nguy hiểm, người an tâm tại giang đế thành tu luyện. Qua mấy năm đại ca ca liền sẽ trở về, chờ ta làm xong việc, đại ca ca vĩnh viễn tại thiên tinh giới bồi tiếp các ngươi. Thật, tiểu phỉ mắt to chấp chấp, duỗi ra ngón tay nhỏ nói, vậy chúng ta ngéo tay, đại ca ca cũng không nên gạt người A, à, nếu không tiểu phỉ sẽ thương tâm. Sẽ không, Giang giật nhìn qua đại điện bên trong ngồi chúng nữ, trùng điệp gật đầu nói, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần xong xuôi sự tình, nhất định lập tức trở về đến, chúng ta cũng không phân biệt lên. Ừm, doãn nhược băng mà yêu nhi bọn người dưng dưng gật đầu, đem đầu xoay lái đi, không muốn để cho Giang giật nhìn thấy các nàng rơi lệ dáng vẻ. Y thiền tính cách tương đối kiên cường, nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Giang giật nói, Giang giật, người yên tâm đi thôi, sự tình trong nhà ta hội sắp xếp cẩn thận, tại thượng giới đừng quá liều mạng, nhớ kỹ Giang đế thành bên trong có một đám người chờ ngươi về nhà, miễn là còn sống sau cái gì đều tốt. Mặt khác, không cho phép trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không về sau mơ tưởng ở trên tỉ muội chúng ta dường. Ta đã biết, Giang giật cười khổ gật đầu, lập tức lấy ra huyền thần cung, còn có một khối màu đen ngọc phù, hắn thiên lực vần quanh huyền thần cung, đem trong thân thể còn lại một nửa ngày lực rót vào huyền thần cung bên trong, lúc này mới giải trừ cùng huyền thần cung tinh thần liên hệ, đưa cho y thiền nói cung điện này ta mang đến không có tác dụng gì, đến ta cái này cấp bậc, huyền thần cung phòng ngự cũng vô hiệu, thứ này lưu cho các ngươi. Ta rót vào một chút thiên lực, liền xem như cửu tinh cường giả cũng rất khó đánh tan, vạn nhất gặp được tình huống ngoài ý muốn, các ngươi giữ lại bảo mệnh. Y thiền không có cự tuyệt, đây là giang giật tâm ý, nàng yên lặng tiếp nhận lập tức luyện hóa. Bất quá nàng luyện hóa tương đối chậm, mặc dù giang giật triệt để giải trừ tinh thần liên hệ, nhưng dù sao cũng là thần khí. Hưu, giang giật đi tới, rót vào mấy sợi thiên lực vào y thiền trong thân thể, lần này luyện hóa tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ, huyền thần cung tụ triệt để biến thành y thiền. Tiểu nô muội muội còn đang bế quan a, à, y thiền mở to mắt, khe khẽ thở dài, giang giật trời sáng nhất định phải phi thăng, nếu không hư không bên trên cái kia đạo thông hướng thượng giới chi môn phải biến mất giống như giang tiểu nô còn không xuất quan sợ là một lần cuối đều không thấy được được rồi đừng quấy rầy nàng giang giật cường đại thần thức trực tiếp quét vào huyền thần cung bên trong nhìn giang tiểu nô vài lần bất đắc dĩ lắc đầu chúng nữ một đêm này đều không có an nghỉ bồi tiếp giang giật ngồi xuống hừng đông chân quý sau cùng mỗi một phần một giây trời đã sáng toàn bộ giang đế thành náo nhiệt lên tại phía đông khi mặt trời lên Giang đế thành người đông nghìn nghịt, ít nhất tới có ngàn vạn người nhiều, toàn bộ thiên tinh giới cường giả gần như đều đến đông đủ. Hiu hiu hiu, Phật đế hiên đế giả dạ hậu doãn đế chiến đế đường thần cơ bọn người toàn bộ bay lên không, Phật hoàng bọn người theo sát phía sau, hơn 100 vị bán thần sừng sướng ở trên không trung, lẳng lặng chờ đợi Giang giật xuất hiện. Ngao, một đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, một đầu to lớn hắc long theo Giang bảo bên trong đằng không mà lên, trên không trung gầm thét vài tiếng, lơ lửng giữa không trung, hắc thần đi lên hiu 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 giang vân hải chiến vô song tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên tiền quỹ vân thiên kình bọn người bay lên giữa không trung giang nghịch lưu cũng trong đám người phân biệt bởi một chút thiên quân mang theo mọi người yên lặng chờ đợi hiu y thiền doãn nhược băng mà yêu nhi tô như tuyết phượng loan thanh ngư nam cung khinh linh đường tuyết đường yên hồ đan ni cùng một chỗ bay lên không tiểu phỉ bị yêu hậu ôm mọi người tay áo bồng bềnh từng cái đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân thấy rất nhiều tuổi trẻ nam tử hoa mắt hoa mắt bất quá không có bất kỳ cái gì một cái nam tử dám có nửa điểm khinh nhờn chi niệm, bởi vì kia là giang đế nữ nhân. Hiu, giang giật sốt cục đi lên, hắn chậm rãi bay lên, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng hắn trong thân thể ẩn chứa cường đại thần uy, làm người ta có một loại quỷ bái xúc động, tại giang giật xuất hiện trong nháy mắt, thành nội ngàn vạn người toàn bộ một gối quỷ xuống quát lớn, tham kiến giang đế. Giang giật không nói gì, ánh mắt bình tĩnh ở phía dưới ngàn vạn người bên trên đảo qua, tại Phật đế đám người trên mặt đảo qua, tại Giang Vân Hải tiền quỹ tiền vạn quán đám người trên mặt đảo qua, cuối cùng tại y thiền đám người trên mặt đảo qua, hắn nhẹ giọng hỏi tiểu nô còn không có suốt quan sao. Y thiền lắc đầu, Giang giật không còn có nửa khác do so dự, thân thể bay lên hắc thần trên lưng, gầm thét một tiếng nói, hắc thần, đi. Chư vị, chờ ta trở lại, ngao, hắc thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ xoay quanh mà lên bắn thẳng đến trên không trung, Giang giật đưa lưng về phía mọi người, không quay đầu lại nhìn quanh một chút, phía dưới y thiền doãn nhược băng mấy người cũng cắn môi không có phát ra nửa điểm thanh âm các nàng đều phi thường tinh tường giang giật sở dĩ không muốn quay đầu là bởi vì hắn sợ quay đầu về sau rốt cuộc không bỏ được rời đi ông ngay một khắc này y thiền trong tay huyền thần cung cấm chế quang mang lấp lánh y thiền quét qua lập tức đại hỷ huyền thần cung sáng lên giang tiểu nô ra phía ngoài tại một khắc cuối cùng giang tiểu nô thế mà xuất quan ây giang tiểu nô vừa ra bên ngoài lập tức biến thân tại nàng biến thân trong nháy mắt một cỗ không kém gì giang giật khí tức trên thân từ trên người nàng truyền ra, để Phật đế đều cảm giác được ngạt thở. Nàng nhìn lướt qua hướng hư không bay đi giang giật, ánh mắt tại giang vân hải y thiền bọn người trên thân đảo qua, cắn môi cười nói, đại gia gia, chư vị tỷ tỷ ta đột phá, ta muốn đi theo thiếu gia đi thượng giới, các ngươi trân trọng. Hưu, giang tiểu nô hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lục quang đuổi sát giang giật mà đi, rất nhanh liền cùng giang giật song song biến mất trên hư không. Cung tiễn giang đế, giang đế thành bên trong bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa bạo tiếng giống thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quần thật lâu không ngừng giang vân hải một đôi đục ngầu trong ánh mắt vẩy xuống hai giọt nhiệt lệ ngưỡng vọng hư không bên trên thất thần thì thào phu nhân thiếu gia rốt cục tiền đồ hắn rốt cục có thể đi tìm ngươi trở lấy thiếu gia hắn nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về phật đế cùng hiên đế thánh hậu lướt nhau ba người lại cười phật hoàng sờ lên hắn đại quang đầu thở dài chân lòng vĩnh viễn sẽ không vây ở chỗ nước cạn nhất định long khiếu cửu thiên, giang giật, người mới hành trình bắt đầu, lần này ngươi có thể đi bao xa chúng ta. Rửa mắt mà đợi, chương 1287, địa sát giới. Tiểu nô, giang tiểu nô theo huyền thần cung bay ra ngoài lúc, giang giật đã bay lên cao vạn trượng uổng phí, hắn vừa mới phát giác được phía dưới khí thức cường đại, giang tiểu nô đã hóa thành một đạo lục quang đuổi kịp đi lên. Ánh mắt của hắn quét qua, trong mắt chợt lóe sáng, ngạc nhiên nói ra tiểu nô, ngươi mặc vũ thần công đột phá để tứ trọng ngươi thế mà ngưng tụ thần thể. ừ, giang tiểu nô ngòn ngọt cười nói, thiếu ra, đi thôi, ta cùng ngươi đi sông sáu thượng giới tìm kiếm phu nhân. giang giật dừng một lát cũng không có cự tuyệt, giống như giang tiểu nô không có ngưng tụ thần thể, hắn khẳng định hội ngăn cản nàng mạo hiểm, nhưng nàng đã trở thành chân thần, giang giật liền không có lý do cự tuyệt nàng. mặc vũ tộc đến từ thượng giới, giang giật đã từng đã đáp ứng giang tiểu nô mang nàng đi tìm bản tộc. Giang tiểu nô tính khí Giang giật hiểu rất rõ, hắn không mang theo nàng, nàng khẳng định sẽ tự mình đi thượng giới, đến lúc đó sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Hắn không còn nói nhảm, để Giang tiểu nô đứng tại hắc thần trên lưng, hai tay của hắn tùy ý múa, bốn phía cương phong tự động hướng hai bên tách rời, ngưng tụ thần thể, trên người hắn có thần uy, những này cương phong có thể nhẹ nhõm tản ra. Mười vạn trượng, năm mươi vạn trượng, hắc thần một đường chỉ muốn hướng lên trên uổng phí xoay quanh mà lên, cương phong đã nồng đậm đến kinh khủng tình trạng hắc thần giống như không phải đi theo giang giật, khẳng định sớm đã bị rào sát, giờ phút này cương phong nhưng căn bản không thể tới gần bọn hắn, hắc thần tốc độ thả chậm mấy phần, tiếp tục hướng lên trên uổng phí phi hành. Trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, hư không bên trên rốt cục thấy được một đạo kim sắc khe hở, giang giật cũng hơi có chút khẩn trương lên. Kia khe hở vẹn vẹn chỉ có một đạo, giang tiểu nô mặc dù ngưng tụ thần thể, nhưng nàng là đặc thù chủng tộc, có thể hay không tính toán chân thần có thể hay không bị thiên địa pháp tắc khu trục còn có hắc thần, giống như hắc thần một khi bị khu trục, kết cục sẽ bị cương phong rào sát. Hắc thần, vào trong thân thể ta đi, Giang giật quát khẽ một tiếng, một tay bắt lấy Giang tiểu nô, hắc thần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó hóa thành hư ảnh tiến vào Giang giật trong thân thể, cuối cùng biến thành một đầu hắc long văn ra Giang giật tay trái. Đây là ngao lưu lưu lại bí pháp, hắc thần làm Giang giật linh thú có thể cùng Giang giật hòa làm một thể, dạng này liền sẽ không bị thiên địa pháp tắc khu trục. Đi, Giang giật nắm chắc Giang tiểu nô, như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén xuất vào kim sắc khe hở bên trong. Vừa tiến vào khe hở giang giật cùng giang tiểu nô lập tức cảm giác một cỗ hấp lực cường đại bao phủ hai người, tự tựa như tiến vào hắc hải cái kia vòng xoáy bên trong, thân thể hai người xoay tròn cấp tốc, hoàn toàn không bị khống chế. Tiểu nô, giang giật phát hiện lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn lại có bắt không được tiểu nô xu hướng, vội vàng khẩn trương hét lớn. Giang tiểu nô cũng phát hiện, liều mạng vỗ cánh bay tới như bạch tuộc gắt gao ôm lấy giang giật, sợ hai người tách ra. Nhưng mà, đến đằng sau, hai người bị to lớn xoay tròn lực lượng xoay chuyển đầu váng mắt hoa, triệt để đã hôn mê, thân thể hai người cũng không bị khống chế tách ra. Hắc thần rất kỳ quái, thế mà một mực tại giang giật trong thân thể, cũng không có bị thiên địa pháp tắc khu trục, xem ra ngao lưu lưu lại bí pháp vẫn là hữu hiệu. Vù vù, hai người tựa như rơi vào vô tận vực sâu, hướng lên trên không xoay tròn mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất tại kim sắc khe hở bên trong đen nhánh trong hư không. Phía ngoài kim sắc khe hở cũng chậm rãi biến mất, thông hướng thượng giới đại môn triệt để quan bế, thiên tinh giới khôi phục bình tĩnh. Ách, không biết qua bao lâu, Giang giật mơ màng tỉnh lại, hắn cảm giác đầu một trận chóng mặt, say sóng phi thường khó chịu. Hắn thật sâu ít mấy hơi, lắc lắc đầu, thể nội thiên lực vận chuyển một vòng, lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Đập vào mắt là một mảnh phi thường xa lạ hình tượng, hắn thấy được là một mảnh thê lương bầu trời, hư không bên trên lại có hai vòng màu đỏ huyết nguyệt, tản mát ra lãnh quang, bốn phía khí tức cũng phi thường đặc biệt, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm đáng sợ, so tử thần mật trong nước muốn nồng đậm nghìn lần, nói cách khác so thiên tinh giới muốn nồng đậm vạn lần. Đây là cái nào, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, phát một tòa cô sườn núi phía trên, bốn phía là một mảnh vô biên vô tận biển cả, trong biển rộng sóng biển mãnh liệt, thời khắc đều có vạn trượng cự lãng gào thét mà đến, trùng điệp đập ở trên vách núi, phát ra chấn thiên tiếng sóng biển. Mãnh liệt như vậy sóng biển giang giật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này sóng biển bên trong tựa hồ có được vô tận lực lượng, hắn cảm giác thiên tinh giới cửu tinh cường giả giống như bị sóng biển vỗ chúng, sợ là lập tức muốn thịt nát xương tan. Trên đỉnh núi có một cái cự đại huyền diệu dườm ra đại trận tế đàn, giang giật giờ phút này ngay tại trong tế đàn, mà lại cái này trong tế đàn còn có không ít người, cộng lại gần ngàn cái. Đại đa số đều lặng lặng ngồi xếp bằng, có vẫn còn đang hôn mê bên trong, Giang giật chuyển động đầu, phát hiện hắc thần lại ngay tại bên người, bất quá hóa thành hình người, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tiểu nô tiểu nô, Giang giật rốt cục giật mình tỉnh lại, hoảng sợ đứng lên, nhìn chung quanh giống giận. Tại đại trận này trên tế đại hắn cũng không có phát hiện Giang tiểu nô thân ảnh, Giang tiểu nô cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thông hướng thượng giới đại môn, nhưng một khắc cuối cùng hắn nhớ rõ hai người bị lực xoáy tách ra chẳng lẽ lại nàng bị thiên địa pháp tác đuổi hoặc là phi thăng đi địa phương còn lại. Ngậm miệng, một đạo băng lãnh quát khẽ tiếng vang lên, Giang giật tìm mắt nhìn lại, nhìn thấy tế đàn biên giới ngồi xếp bằng một đám màu đen chiến giáp, ngực có một cái đóa mạn đà la tốn huy chương cường giả. Nói chuyện chính là một người trung niên, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, có được vô thượng uy áp, người này rõ ràng cũng là chân thần, trên người thần uy phi thường khủng bố, một ánh mắt liền để Giang giật cảm giác được linh hồn phát sợ. Giang đế, hắc thần lúc này tỉnh lại, bò lên đứng ở giang giật phía trước nhìn thấy cái kia hắc giáp võ giả đằng đằng sát khí khóa chặt giang giật trên người hắn yêu lực ngưng tụ lại để cho xuất thủ đối kháng hư hắc giáp võ giả hư lạnh một tiếng trong tay đột một xuất hiện một cái nhuyễn tiên đưa tay hắc thần vung tới suy suy kia roi tốc độ quá nhanh đừng nói hắc thần coi như giang giật đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh giang giật còn không có kịp phản ứng roi đã hung hăng bổ vào hắc thần trên thân thể hắn thân thể trùng điệp nổ bay ra ngoài Ngược xuất hiện một vết máu đỏ sấm tựa như bị lưỡi dao bổ ra xương cốt toàn bộ đứt gãy đều lộ ra nội tạng hắc thần giang giật lao nhanh đi qua ôm lấy hắc thần ánh mắt nhìn về phía hắc giáp trung niên nhân hắn cố nén nội tâm xúc động cùng nổi giận không có làm loạn trước khi phi thăng đêm y thiền nói qua tại thượng giới không nên vọng động có thể nhẫn thì nên nhẫn còn có một nhà lão tiểu chờ lấy hắn về nhà đâu trọng yếu nhất chính là trung niên nhân này khí thức quá cường đại để hắn cảm giác sâu kiến cùng thiên thần khác nhau hắn dám xúc động chỉ có một con đường chết một cái hạ giới tiểu yêu cũng dám ở nơi này làm càn đây là cho các ngươi một chút giáo huấn còn dám đại hống đại khiếu chết đừng trách ta tâm ngoan hắc giáp võ giả lạnh băng băng liếc nhìn một chút hắc thần lại đùa cợt nhìn giang giật một cái nói nơi này là địa sát giới không phải là các ngươi hạ giới tiểu giới mặt tiểu tử thu hồi ngươi ngạo khí tại địa sát giới giống như ngươi không hiểu quy củ ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày cầm miệng cho ta thành thành thật thật ngồi hắc thần Người trước chữa thương, về sau không có ta mệnh lệnh, đừng lộn xộn. Giang giật cho Hắc Thần phục mấy cái thuốc chữa thương, để hắn ngồi xếp bằng chữa thương. Chính hắn cũng yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng nội tâm lại gấp như hỏa thiêu. Giang tiểu nô không thấy, nhà đầu này đơn thuần như một tấm giấy trắng, giống như bị thiên địa pháp tắc ngưng lại tại thiên tinh giới cái kia còn dễ làm. Giống như phi thăng, đi cái này địa sát giới khác đừng địa phương, hoặc là phi thăng đi còn lại giới, vậy thì có đại phiền toái chương 1288, Thần Châu, không được, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Giang giật đôi mắt lấp lóe bốn phía liếc nhìn, cái này trên tế đài có rất nhiều võ giả, bất quá đại bộ phận cũng đều là giống như hắn phi thăng lên tới, khí tức cũng không tính mạnh mẽ gần giống như hắn. Chỉ có tế đàn biên giới ngồi xếp bằng kia hơn 10 người hắc giáp võ giả khí tức đều rất cường đại, hẳn là đất này sát giới bản thổ quân đội cường giả. Địa sát giới huyền đế tại vạn thánh giới, mẫu thân lại tại thánh linh giới ta làm như thế nào đi vạn thánh giới cùng thánh linh giới. Giang giật trở nên đau đầu, hắn lắc đầu ép buộc chính mình trước đừng đi nghĩ huyền đế cùng y phiêu phiêu sự tình, khẩn yếu nhất là xác định Giang tiểu nô phải trăng phi thăng tới thượng giới, giống như tới, nàng ở đâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi công kích hắc thần hắc giáp võ giả, nghĩ tràn ra thần thức truyền âm hỏi thăm hắn một phen. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện một sự thật, ở chỗ này hắn càng không có cách nào tản ra thần thức, nơi này không gian vững chắc đáng sợ, so tử thần mật trong nước muốn vững chắc nghìn lần vạn lần hắn đôi mắt chuyển động cuối cùng cắn răng đứng lên hướng hắc giáp phó giả chắp tay nói đại nhân ta có thể hỏi thăm một ít chuyện ngậm miệng hắc giáp cường giả vô tình mở to mắt quét giang giật một chút quát lạnh nói ngươi không có tư cách hỏi thăm muốn biết địa sát giới tình báo về sau ngươi hội có cơ sẽ không được nhiều người phức tạp tình thế không rõ một cái không tốt sợ là lại muốn bị khổ thân giang giật cũng không dám làm loạn chỉ có tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Ông, sau gần nửa canh giờ, trên tế đài đại trận sáng lên, một cái thân ảnh khôi ngô đột ngột ra trên đại trận, hắn đồng dạng ngất đi, đổ vào băng lãnh trên tế đài, trên tế đài đại trận một lát sau lờ mờ đi qua, khắp nơi khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha ha, một nén nhang về sau, vừa mới phi thăng lên tới khôi ngô võ giả đột nhiên mở to mắt cười ha ha, trong mắt của hắn đều là kiệt ngạo bất tuần, bốn phía liếc nhìn một phen, giơ cao hai tay giống to, phi thăng, bản tọa rốt cục phi thăng, thần giới, bản tọa đến chinh phục ngươi suy suy, không ra giang giật ngoài ý liệu, cái kia hắc giáp cường giả con mắt mở ra, đưa tay vung ra một roi, vừa mới phi thăng lên tới khôi ngô võ giả căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, kém chút đều rơi xuống dưới tế đàn, quẳng xuống trong biển rộng. Ngươi dám đánh ta muốn chết, vốn cho rằng kia khôi ngô võ giả sẽ trung thực, lại không nghĩ rằng người kia thụ thương, trong tay ngược lại nổi giận xuất hiện một cây trường thương, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng hắc giáp cường giả phóng đi, trường thương hóa thành vạn đạo thương ảnh, hung hăng hướng hắc giáp cường giả đâm tới. Tự gây nhiệt, không thể sống. Hắc giáp võ giả bên cạnh một tên niên kỳ tương đối lớn, tóc có chút xám trắng cường giả mở to mắt, lạnh lùng nói một câu. Bên này tên này hắc giáp võ giả không còn có lưu tình, hung hăng một roi vung đi, cái này tiên không giống vừa rồi bên kia nhu hòa, mang theo một đạo chói tai tiếng rít, nơi này không gian như thế vững chắc thế mà cũng hơi ba động, một cỗ để gian giật bọn người linh hồn run rẩy khí thức theo trên roi truyền đến. Ầm um, không có nửa điểm ngoài ý muốn, vừa mới phi thăng võ giả thân thể bị roi đập chúng, trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ, hài cốt không còn. Trường thương trong tay của hắn bị hắc giáp cường giả nắm vào trong hư không một cái, thu nhập ở trong tay một chiếc nhẫn bên trong, hắn lặng lẽ quét mắt sang giật bọn người một cái nói, ở chỗ này, không tuân quy củ, hạ chàng liền là chết. Sang giật bọn người xem đập vào mắt kinh hãi, toàn bộ trầm mặc không nói, tại thượng giới quả nhiên cường giả như mây, phi thăng thật thần chỉ là phổ biến nhất tồn tại, dám ở cái này thượng giới làm loạn, thật đúng là sống không quá một ngày. Cái này thượng giới làm sao cảm giác không giống trong truyền thuyết tốt đẹp như vậy ngược lại tràn đầy vô tận giết chóc cùng nguy hiểm. Giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, trong lòng hắn thượng giới liền là tiên giới, liền là thần giới. Nơi này là nhân gian thiên đường, có được vô tận tiên dược, khắp nơi đều có thần khí, nơi này không có giết chóc, không có tranh đấu, không có xấu xí. Nơi này cho Giang giật cảm giác, không giống thiên đường, ngược lại giống như là địa ngục. Nơi này giết chóc càng thêm thưa thất bình thường, vừa mới phi thăng một cái võ giả, vẻn vẹn muốn công kích nơi này quân đội, nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào trực tiếp chém giết. Một người phi thăng có bao nhiêu khó khăn thiên tinh giới trăm vạn năm mới phi thăng hai người, thiên tân vạn khổ trải qua cực khổ phi thăng lên đến, nhưng trong nháy mắt bị người đánh giết. Mặc dù cái này vừa mới phi thăng võ giả thật ngông cuồng ta, nhưng dù sao cũng nên cho người khác một cái cơ hội a à. Ông ông, trong trầm tư, không ngừng có người phi thăng lên đến, về sau giang giật tại cái này ngồi xếp bằng 10 cái canh giờ, lại có mấy chục người phi thăng lên tới. Những này cơ bản đều là nhân tộc, bất quá cũng có đặc thù chủng tộc, tỉ như gần nhất phi thăng lên tới một người tựu có được 6 cánh tay, nhìn rất là quái dị. a à, 10 cái canh giờ, cái này huyết nguyệt mới di động khoảng cách gần như thế các loại chờ huyết nguyệt rơi xuống không từng chiếm được đi thời gian mấy năm a à. Giang giật phát hiện một vấn đề, bầu trời hai vòng song song huyết nguyệt một mực tại di động, nhưng cũng có thể là đất này sát giới quá lớn, đều đi qua 10 cái canh giờ, huyết nguyệt mới di động một chút xíu khoảng cách, giống như không phải giang giật một mực tại âm thầm quan sát, cũng không phát hiện huyết nguyệt đang di động. Đi qua 10 cái canh giờ, kia hơn 10 người ngồi xếp bằng hắc giáp quân đội nhưng không có bất luận cái gì đứng dậy động tác, giang giật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nội tâm yên lặng tính toán thời gian. Hai ngày, ba ngày, 5 ngày, thiên tinh giới thời gian đã qua năm ngày, bên trên tế đàn lần nữa phi thăng lên đến hơn 100 người, còn có ba người bởi vì khiêu khích sát giới quân đội, hai người bị kích thương, một người bị trọng thương. Ngày thứ bảy, hắc giáp trong quân đội tên kia niên kỳ tương đối lớn lão giả rốt cục mở to mắt, đứng lên nói tốt, đã đến giờ. Một vòng này phi thăng tiếp đón được này là ngừng đi. Ám thiên ám hồn các người lưu lại, những người còn lại theo ta dẫn người hồi phủ. Tuân mệnh, ám ảnh đại nhân, hơn 10 người hắc giáp quân đội đứng dậy cúi đầu nghe lệnh, tên kia có được roi võ giả trong tay giới chỉ sáng lên, một chiếc nho nhỏ long chu ra không trung long chu quang mang lấp lánh cấp tốc biến lớn cuối cùng biến thành ngàn trượng trường cái này long chu toàn bộ bịt kín thoạt nhìn như là một đầu chân long trong bụng có một đại môn giờ phút này đại môn chính từ từ mở ra tên kia được xưng ám ảnh đại nhân lão giả ánh mắt quét qua giang giật bọn người tất cả mọi người trầm giọng nói ra ta gọi ám ảnh là địa sát quân lam ưng phủ thống lĩnh muốn hộ tống các ngươi đi lam ưng phủ toàn bộ đều lên thần châu bên trong đi thần châu bên trong không được động võ bất kỳ người nào dám làm loạn giết chết bất luận tội đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không đi vào tự hành xông sáo địa sát giới bất quá bằng vào thực lực của các ngươi địa sát hải đều xông không qua không phục cứ việc rời đi nói xong ám ảnh mang theo mười mấy người bay vào trong thuyền rồng hắc thần nghỉ ngơi mấy ngày đã khá nhiều giang giật rót vào hai tia thiên lực cho hắn để hắn tốc độ khôi phục tăng tốc hắc thần nhìn qua long chu nhìn qua những cái kia nối đuôi nhau mà vào địa sát quân trong mắt lóe lên một tia hận ý hạ giọng dò hỏi, Giang Đế, làm sao bây giờ nếu không chúng ta tự hành sông sáo, đi tìm tiểu nô tiểu thư? Đừng kêu Giang Đế, nơi này không phải thiên tinh giới, gọi ta Giang Giật, hoặc là thiếu ra đi. Giang Giật khoát tay áo, vui vẻ đứng lên nói, đi, bên trên thần châu, chúng ta muốn làm chính là trước quen thuộc cái này địa sát giới, lại chầm chậm mưu toan, không gánh nổi mạng nhỏ, cái gì đều không làm được. Chúng ta chết không sao, thiên tinh giới ức vạn vạn thánh linh nhưng là muốn đi theo chôn cùng, tiểu nô muốn tìm, nhưng không phải. Vâng, thiếu gia, hắc thần đứng dậy đi theo giang giật hướng thần châu phương hướng đi đến, thần châu lơ lửng giữa không trung phía trên, khoảng chừng trăm trượng khoảng cách. Nơi này không gian dị thường vững chắc, giang giật phát hiện coi như vận chuyển thiên lực cũng căn bản không cách nào phi hành, hắc thần càng kém, liền bôn tàu tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đi, giang giật bắt lấy hắc thần, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh, thân thể hướng trên không trung bay vụt mà lên, vừa vặn nhảy lên cao trăm trượng uổng phí, một tay tại thần châu cánh cửa một chảo, trở mình lên thần châu bên trong. chương 1289, địa sát các, chiến thần các, diệt ma các. Thần châu bên trong cũng không lớn, cũng rất trưởng bên trong trống giống cái gì cũng không có, chỉ có phía trước có một đại môn. Hiển nhiên cái này thần châu chia làm trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền, ám ảnh cùng kia mười mấy người đều tiến vào trước khoang thuyền, chỉ để lại cái kia cầm roi trung niên cường giả đứng tại bên ngoài cửa chính. Sau khi đi vào đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng, không phải ồn ào, nếu không sẽ khu trục ra thần châu. Trung niên cường giả ánh mắt lạnh như băng, tại giang giật hắc thần còn có từng cái vào đây võ giả trên mặt đảo qua. Giang giật mang theo hắc thần, cũng không dám tới gần nơi này người quá gần, ngay tại ở giữa vách tường bên cạnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Không ngừng có người đi lên, đều ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, giang giật đại khái đếm người, phát hiện thế mà còn có số ít người không có đi lên, theo coi như hẳn là có gần trăm cái, những người này xem ra dự định tự hành sông sáo địa sát giới. Suy Suy, trung niên võ giả đợi một hồi gặp còn không người sau khi đi vào, một tay tại thần châu trên vách tường vỗ, kia phiến đại môn chậm rãi quan bế, tiếp lấy thần châu sáng lên, vách tường thế mà biến thành trong suốt, người ở bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài cảnh quan. Quả nhiên có gần trăm người không có đi lên, những người này xem ra đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin a. À. Giang giật hướng phía dưới trên tế đài nhìn thoáng qua, nhìn thấy gần trăm người đứng tại phía dưới. Thần châu không có rời đi bọn hắn cũng không nhúc nhích vậy lưu dưới hai tên địa sát quân mặc kệ bọn hắn, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Rất thần kỳ là, giang giật bọn người ở tại thần châu bên trong có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh quan, bên ngoài kia hơn 100 người nhưng căn bản không nhìn thấy bên trong bất luận kẻ nào. Thần châu bạch quang lóe lên, như một đầu dao long hóa thành bạch hồng hướng địa sát trong nước bay đi, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại trong tế đàn hơn 100 người trong tầm mắt. Đi, trên tế đài một tên tóc trắng xóa lão giả chợt quát một tiếng, hơn 100 người nhao nhao hướng trong biển tiêu xạ mà đi, nhưng rất nhiều người vừa mới xuống biển lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì kia sóng biển quá cường đại, rất nhiều người thế mà bị một cái sóng biển đánh trở về, trùng điệp nện ở trên vách đá dựng đứng, miệng phun tiên huyết, rõ ràng đã thụ thương. Bất quá cũng có người thực lực không tệ, người nhẹ như yến, hoặc là lướt sóng mà đi, hoặc là ở trong biển du tẩu hướng trong biển sâu phóng đi. Đây là cái quỷ gì hải sóng biển làm sao khủng bố như vậy? Có một số người lặp đi lặp lại vọt ra mấy lần, cuối cùng phát hiện căn bản là không có cách xông vào trong biển rộng, chỉ có thể ngượng ngùng theo trên vách đá leo núi mà lên, tìm tới kia hai tên địa sát quân trùng điệp quỳ xuống nói, đại nhân, chúng ta sai, xin cho chúng ta bên trên thần châu. Muốn lên thần châu đến muộn, một tên địa sát quân đùa cợt mở to mắt cười nói, tại cái này thành thành thật thật ngồi chờ một năm đi. Một năm còn tốt, còn tốt, một tên trên mặt đều là đao ba võ giả, như chút được gánh nặng thở hổn hển một hơi, thời gian một năm đối với bọn hắn loại này cấp bậc tới nói, nhắm mắt tu luyện một phen liền đi qua. Ha ha, hai bên ngoài một tên địa sát quân mở to mắt, nhếch miệng cười nói, quên nói cho các người biết, nơi này huyết nguyệt rơi xuống, tử nhật dâng lên mới tính một ngày, mà ở trong đó một ngày đối với các ngươi hạ giới tới nói là một trăm ngày. Cái gì, mấy chục người ngu xuẩn, nơi này một ngày hạ giới trăm ngày, vậy bọn hắn không phải muốn tại bực này trăm năm. Có mấy người đôi mắt lấp lẽ, nhìn về phía xa xa biển cả, có chút ngo ngoe muốn động muốn đi đụng một cái, dù sao trăm năm thời gian đối với tại bọn hắn tới nói quá dài quá dài. Một tên địa sát quân phất phất tay nói, nghĩ chính mình xông địa sát hải có thể đi, bất quá. Có thể rõ ràng nói cho các người biết, không có thần châu coi như chúng ta tiến vào địa sát hải, đều chỉ có một con đường chết. Ây, còn lại mấy chục người dọa mộng, nhìn xem những cái kia còn tại trong biển dẫy ruộng liều mạng tiến lên võ giả, tựa như thấy được từng cỗ thi thể. Không ai dám làm loạn, đều thành thành thật thật tìm địa phương ngồi xếp bằng chuẩn bị tại cái này tu luyện một năm. Bất quá tất cả mọi người hối hận phát điên, sớm biết liền lên thần châu. Toàn bộ người nghe, thần châu bên trong, tên kia cầm màu đen do địa sát quân mở miệng, ta gọi ám vu, là địa sát quân Lam ưng phủ đệ tam đại đội phó thống lĩnh, đơn giản giới thiệu cho các người một chút địa sát giới cùng Lam ưng phủ, ta chỉ nói một lần. Giang giật bọn người tinh thần chấn động, vội vàng nghiêm túc lắng nghe cái này ám vu lời nói, ám vụ ánh mắt như dao tại thần châu bên trong trên mặt người đảo qua, trầm giọng nói ra, địa sát giới, là địa giới 10 cái lớn nhất giới diện một trong, địa sát giới chúa tể là địa sát quân chủ, địa sát quân chủ là trí cao vô thượng tồn tại, chúng ta địa sát quân tại cái này giới diện cũng là duy nhất chấp pháp quân đội, bất kỳ người nào dám đắc tội địa sát quân, vi phạm giới diện quy củ, chỉ có một con đường chết. Địa sát giới quy củ không nhiều, đệ nhất không được công kích địa sát quân, nếu không giết không tha. Thứ hai, không được tại bất luận cái gì thành chỉ động võ nếu không giết không tha để tam không phải vi phạm địa sát lệch nếu không giết không tha còn lại quy củ không có các ngươi sẽ tại một ngày rưỡi sau đến làm ưng phủ đến lúc đó các ngươi có thể lựa chọn gia nhập địa sát các chiến thần các hoặc là diệt ma các đương nhiên các ngươi cũng có thể không gia nhập bất luận cái gì tổ chức chính mình xông sáo bất quá chỉ có cái này ba cái địa phương mới có thể có đến chiến công mới có thể kiếm lấy đại lượng thần nguyên không có chiến công cùng thần nguyên các ngươi tại địa sát giới bên trong nửa bước khó đi tốt toàn bộ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện cấm chỉ ồn ào cấm chế động võ nếu không tự gánh lấy hậu quả ám vu sau khi nói xong nhanh chân đi tiến vào trước khoang thuyền đại môn chậm rãi quan bế lưu lại gần ngàn sau mơ hồ không hiểu đôi mắt giang giật cùng hắc thần liếc nhau hai người trong con người cũng đều là không hiểu. Địa giới thượng giới chẳng lẽ gọi địa giới địa sát các chiến thần, các diệt ma các khác nhau ở chỗ nào làm sao không nói hiểu rõ ràng a chiến công làm sao tới thần nguyên lại là cái gì?" Giang giật nhẹ giọng nỉ non, bốn phía vang lên một trận trầm thấp trò chuyện âm thanh, bất quá tất cả mọi người rất hiểu quy củ, nói chuyện đều rất nhỏ giọng, ám vu nói không chừng ồn ào, nhưng không nói không thể nói chuyện, sở dĩ nhỏ giọng một chút nên vấn đề không lớn. "Ha ha, một người mặc hoa lệ chiến giáp thanh niên tuấn tú võ giả đột nhiên mở miệng nói, "Chư vị phụ thân ta ngay tại diệt ma các, vẫn là một người thống lĩnh. Địa sát giới tình báo phụ thân thông qua đặc thù bí pháp truyền về một chút, các người nếu muốn đánh nghe tình báo có thể tìm ta nghe ngóng. Bất quá các ngươi nhất định phải cho ta bảo vật, một kiện bảo vật nghe ngóng một sự kiện, đều không cần ồn ào, nếu bị ném ra ngoài cũng đừng trách ta. Mặt khác ta có thể nói cho đại gia, đất này sát trong nước có hỗn độn thú, trời sinh hiểu được vận dụng thiên địa pháp tắc, phi thường lợi hại, đừng nói chúng ta coi như ám vô đại nhân bọn hắn tao ngộ đều cử tử nhất sinh, đương nhiên. Tại thần châu bên trong tuyệt đối an toàn, ách, thanh niên tuấn tú lời nói để rất nhiều người tinh thần chấn động, tất cả mọi người từ hạ giới phi thăng lên đến, đối với nơi này sự tình một trộm không thông, tự nhiên suy nghĩ nhiều đạt được ta tình báo. Lập tức có hai người nhanh chóng hướng thanh niên tới gần, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chút bảo vật, ai ngờ thanh niên kia lại lắc đầu nói, các người đây đều là hạ giới bảo vật, ở chỗ này rẻ mạt thần khí ta chỉ cần thần khí một kiện thần khí đổi ba cái vấn đề tt tê tê, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí đều là hạ giới người ai có thần khí a rất nhiều người nghĩ hỏi thăm cuối cùng đều ngượng ngùng trở về giang giật lại đôi mắt sáng lên trầm tư một trận cắn răng hướng thanh niên tuấn tú đi đến sau đó theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái chiến đao đưa cho thanh niên tuấn tú nói ta hỏi ba cái vấn đề đây là võ thương thần khí chiến đao giang giật cũng không có tặng người Thiên tinh giới giờ phút này rất an toàn, lưu cho mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù chính hắn cũng rất thịt đau, nhưng hắn bước thiết muốn biết giang tiểu nô tin tức, sở dĩ chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tiểu huynh đệ này làm ăn cũng không tệ a, à. ta gọi hà vĩ về sau đi theo ta lăn lộn đi. Thanh niên tuấn tú rất hài lòng tiếp nhận chiến đao, tại rất nhiều người hâm mộ ánh mắt tham lam hạ thu hồi thần khí chiến đao, lúc này mới nói ra tiểu huynh đệ, xin cứ hỏi. Không tốt, tài không lộ ra ngoài. Giang giật linh hồn run lên, ngay tại vừa rồi hắn ít nhất phát hiện có mấy trăm hai mắt ánh sáng khóa chặt hắn, trong đó có mấy chục người động sát cơ, hiển nhiên ngấp nghé trên người hắn bảo vật. Hà Vĩ nói phụ thân hắn là diệt ma bảo người, người bình thường không dám gặp bảo khởi ý, hắn lại không giống với lúc trước. Mặc kệ, thần châu bên trong không ai dám làm loạn, đến làm ưng phủ lại nói, Giang giật xoay chuyển ánh mắt hướng Hà Vĩ chắp tay nói, Hà Đại Nhân, ta có một người bạn cùng ta cùng một chỗ phi thăng, nhưng lại không biết đi đâu, ta làm như thế nào tìm tới nàng. chương 1290, trầm trọng đả kích. Giang giật vấn đề này hỏi được rất thông minh, vấn đề này bên trong kỳ thật bao hàm mấy vấn đề, hắn hỏi thẳng điểm quan trọng bên trên. Hà Vĩ mỉm cười, cũng không có để ý, ngược lại có chút tán thưởng nhìn Giang giật một chút. Môi hắn khẽ động, truyền âm tiểu huynh đệ, trong thời gian ngắn ngươi là đừng nghĩ tìm tới người người bạn này, hạ giới phi thăng, thượng giới tiếp dẫn là thay phiên tới, gần nhất một năm đến phiên địa sát giới, gần nhất một tháng đến phiên Lam ưng phủ. Nhưng người biết Lam ưng phủ có bao nhiêu cái tiếp dẫn thần trận sau 100 cái. Địa sát giới rộng lớn bát ngát, cái này Lam ưng phủ là 18 cái lớn nhất phủ vực một trong, bên trong thành chỉ mấy vạn tòa, chúng ta đi tòa thành chỉ kia, ai cũng không biết. Sở dĩ ngươi không thể tại Lam ưng phủ kiếm ra thành tựu, trên cơ bản trong vài năm là không cách nào tìm tới ngươi người bạn kia, đương nhiên ta có thể xác định, bằng hữu của ngươi ngay tại Lam ưng phủ người này thế mà lại truyền âm, giang giật nao nao, thần trí của hắn ở chỗ này căn bản là không có cách nhô ra đến. xem ra linh hồn người này phi thường cường đại. bất quá nghĩ đến phụ thân hắn là diệt ma các một người thống lĩnh, giang giật cũng liền bình thường trở lại. hắn cao mày, có chút khó khăn thì thào. mấy năm thời gian của ta không nhiều a, à, thời gian mấy năm quá dài. ha ha, hà vĩ cười khổ lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, ta cho ngươi thêm một cái miễn phí tin tức. tin tức này về sau ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nơi này một năm là hạ giới trăm năm, ta nói mấy năm, cùng ngươi hạ giai so sánh, liền là mấy trăm năm. Còn có vừa rồi ám vô đại nhân nói tới một ngày rưỡi, kỳ thật đè xuống giới toán pháp, là hơn một trăm ngày. Cái gì, giang giật đôi mắt co rụt lại, đầy mắt chấn kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng bối rối. Án lấy hà vị y tứ, hắn phải hao phí mấy trăm năm mới có thể tìm được giang tiểu nô trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên, ngưng âm thanh hỏi, hà đại nhân, người xác định không có gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì?" Hà Vĩ nhún vai một cái nói, "Những chuyện này, người qua một thời gian ngắn sớm muộn sẽ biết, đây đều là thưởng thức, lừa ngươi lại không chỗ tốt." Phiền phức lớn rồi, Giang giật sắc mặt trầm xuống, cái này thượng giới so với hắn trong tưởng tượng đại, một cái Lam Ưng phủ lại để cho tốn hao mấy trăm năm mới có thể đi khắp kia vượt ngang Lam Ưng phủ không phải muốn mấy chục năm hắn đừng nói đi vạn thánh giới hoặc là thánh linh giới, thời gian 10 năm muốn đi ra Lam Ưng phủ xem ra đều khó có khả năng a. T. Giang giật thật sâu hít hai cái khí, ép buộc chính mình không nên hoảng loạn, hắn ngưng âm thanh dò hỏi, ta muốn đi vạn thánh giới cùng thánh linh giới, trong vòng 10 năm có thể làm được sao ta nói chính là hạ giới 10 năm. Không có khả năng, Hà Vĩ rất khẳng định truyền âm nói, trừ phi người tại Lam ưng phủ có chỗ dựa, vẫn là phủ chủ cấp bậc, nếu không đừng nói hạ giới 10 năm, coi như thượng giới ngàn năm ngươi cũng không thể nào rời đi địa sát giới. Phụ thân ta là Lam ưng phủ diệt ma phân các một người thống lĩnh, nhưng tự liền của cải của hắn cũng không dám tùy ý cưới truyền tống trận, nếu không đã sớm đến tự mình tiếp ta. Một kiện thần khí tại địa sát giới giá trị một hạt thần nguyên, làm ưng trong phủ thành chỉ ở giữa truyền tống liền cần 100 thần nguyên, phủ vực ở giữa truyền tống cần một vạn thần nguyên, giới diện ở giữa truyền tống cần thần nguyên càng là giá trên trời, ngoại trừ phủ chủ cấp bậc trí cường giả, ai cũng tiêu hao không nổi. Oanh, tựa như một cái sấm sét giữa trời quang nổ vang tại giang giật trong đầu, hắn cảm giác toàn thân đều tại run rẩy nếu không phải hắn những năm này trải qua mưa gió, giờ phút này đoán chừng đều bị tươi sống đánh ngất đi qua. Hắn rốt cuộc biết thần nguyên là cái gì, thần nguyên là thượng giới lưu thông tiền tệ, một hạt thần nguyên liền là một kiện thần khí, mà phủ vực ở giữa truyền tống liền cần một vạn kiện thần khí. Thần khí dễ dàng thu hoạch được sao giang giật không biết, nhưng tuyệt đối phi thường khó khăn, thời gian 10 năm hắn có thể được đến bao nhiêu thần nguyên, có thể phủ vực ở giữa truyền tống sao. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là thiên tinh giới huyền đế về sau đệ nhất nhân, cho là mình thiên tư chắc tuyệt, tại thượng giới sông sáo một phen cũng có thể ra mặt, coi như không thể trở thành trí cường giả, cũng có thể tìm tới huyền đế cùng y phiêu phiêu, xem ra lại là chuyện tiếu lâm. Thời gian 10 năm quá ngắn quá ngắn, hắn đoán chừng cũng không thể rời đi Lam ưng phủ, làm sao có thể vượt ngang giới diện tìm tới huyền đế cùng y phiêu phiêu lại thế nào có thể nghĩ đến chống cự minh giới đại quân biện pháp. Giống như không thể chống cự minh giới đại quân, như vậy thiên tinh giới sẽ bị diệt thế, tất cả mọi người sẽ bị vô tình đánh giết. Nghĩ tới đây Giang giật con mắt thoáng cái đỏ lên, hắn nhìn qua Hà Vĩ cắn răng nói ra, vậy ta còn có thể trở về hạ giới sao? Giống như có thể trở về, tại cuối cùng thời gian Giang giật còn không thể tìm tới biện pháp chống cự minh giới đại quân, hắn liền chuẩn bị trở về cùng mọi người cùng một chỗ chết theo, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Không thể, Hà Vĩ cười khổ nói ra, hạ giới đến thượng giới dễ dàng, đạt tới thần cảnh tự nhiên phi thăng, thượng giới muốn hồi trở lại hạ giới đừng nói ngươi, coi như phủ chủ đều cơ bản không có khả năng trừ phi địa sát giới quân chủ mới có biện pháp. Giang giật thân thể nhoáng một cái, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, hắn cũng không muốn hỏi, thất tha thất thiểu đi trở về. Hắc thần vội vàng vịn Giang giật ngồi xuống, hắc thần không dám hỏi nhiều, quan tâm nhìn xem Giang giật. Bản đế cũng nghĩ trở về, đáng tiếc ta không về được. Rất nhiều chuyện không cách nào cùng ngươi giải thích, ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi sau khi phi thăng rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ rõ ràng. Giờ khắc này, Giang giật nhớ tới huyền đế cuối cùng lưu lại mấy câu, hắn đột nhiên có loại hiểu ra huyền đế cũng không phải là không muốn trở về mà là căn bản không thể quay về huyền đế tựa như là vạn thánh giới nhất phía nam thành trì thiên tinh thành thành chủ nhưng hắn vẻn vẹn vị thành chủ phủ chủ đều không phải là làm sao có thể hồi trở lại thiên tinh giới đâu đã huyền đế không về được thiên tinh giới vậy hắn khẳng định cũng không có cách nào thủ hộ thiên tinh giới xem ra coi như tìm tới huyền đế cũng vô dụng giang giật thống khổ nhắm mắt lại vừa mới hùng tâm tráng trí phi thăng lên giới không chỉ có cùng Giang Tiểu Nô đi rời ra, còn gặp một đả kích trầm trọng. Hắn trong vòng 10 năm gần như không có khả năng đi thánh linh giới, không có khả năng tìm tới giải cứu thiên tinh giới biện pháp, còn tìm không thấy Giang Tiểu Nô, càng không khả năng trở về. Hắc thần, chúng ta gặp đại phiền toái, một cái không cách nào giải quyết đại phiền toái. Một hồi lâu sau, Giang giật mới mở to mắt cùng Hắc thần bất lực nói. Hắc thần mặt mũi lãnh khốc, vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem Giang giật nói, thiếu ra, liền xem như phiền phức ngập trời, chúng ta cũng có thể vượt qua đi ta tin tưởng thiếu ra ha ha giang giật cúi đầu xuống đều có chút không đành lòng đả kích khắc thần ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trong suốt vách tường nhìn qua phía dưới trong hải vực kinh thiên sóng biển mộ vậy mà cảm giác cái này thượng giới không có chút nào dám đùa hắn có một loại mất đi phương hướng tìm không thấy mục tiêu cảm giác bởi vì mục tiêu này quá mức xa xôi tựa hồ vĩnh viễn không có cách nào đạt tới tiểu huynh đệ bên kia hà vĩ lại thu hai kiện thần khí cùng hai người trao đổi tình báo, xác định không nhân thân bên trên có thần khí về sau, hắn đi tới, vỗ vỗ Giang giật bả vai nói, kỳ thật ngươi cũng đừng tuyệt vọng, tại cái này thượng giới có quá nhiều có thể, chỉ cần thực lực ngươi trở nên cường đại, chỉ cần ngươi có được đại lượng thần nguyên, bất kỳ cái gì sự tình đều tốt đủ. Đi với ta diệt ma các đi, ta xem ngươi sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, lại có thể phi thăng, tu luyện mấy chục năm, nói không chừng có thể tại diệt ma các lăn lộn cái thống lĩnh đương đương. Mấy chục năm, Giang giật cười khổ một tiếng, Mặc kệ là thượng giới mấy chục năm, vẫn là hạ giới, chờ đi qua mấy chục năm, thiên tinh giới cũng không còn tồn tại. chương 1291, Hồng Hoang cấp hỗn độn thú. Hà Vi ánh mắt rất độc, hắn có thể nhìn ra giang giật sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi, mặc dù cũng không thể xác định giang giật đến cùng bao lớn, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 30. Bằng chừng ấy tuổi lại có thể phi thăng, mà lại hạ giới trên thân người thế mà còn có thần khí, đây là phi thường khó được, giang giật trên thân khẳng định ẩn giấu đi bí mật hắn cũng không tính khai quật bí mật này, hắn chỉ muốn mời chào Giang Giật, vì hắn phụ thân cùng diệt ma các tìm kiếm một mầm mống tốt. Đáng tiếc Giang Giật đối với hắn cũng không ưa, giờ phút này nội tâm của hắn cũng tinh thần xa suốt tới cực điểm, làm sao phản ứng một cái nho nhỏ thống lĩnh nhi tử mời chào. Hà Vĩ chờ ở bên cạnh một hồi gặp Giang Giật còn không có phản ứng, mở miệng lần nữa nói ra tiểu huynh đệ, điện sát các các chủ chỉ là điện sát quân chủ, tiền đồ không lớn. Chiến thần các diệt ma các tiền đồ tương đối đều rất rộng lớn, bất quá muốn hỗn suốt đầu không có người dẫn đường phi thường khó khăn. Không hỗn suốt đầu kiếm thần nguyên cùng chiến công thì càng khó khăn, có phụ thân ta tại, cam đoan người thượng giới trong một năm lăn lộn thành một cái tiểu thống lĩnh, đến lúc đó thần nguyên liền có thể liên tục không ngừng nhẹ nhõm đã kiếm được. Hà đại nhân, ta nghĩ lẳng lặng, tới chỗ rồi nói sau, Giang giật khoát tay áo, nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn sẽ không bởi vì một người lời từ một phía làm ra lựa chọn. Địa phương nào tốt, hắn hiểu rõ toàn bộ tình huống ngồi lại lựa chọn, giờ phút này tâm hắn đều loạn, tự nhiên không muốn đang nghe những thứ này. Đừng nha, tiểu huynh đệ, Hà Vĩ nhìn ra giang giật thần sắc trong mắt, trầm ngâm một lát nói ra, như vậy đi, chỉ cần ngươi cùng ta vào diệt ma các, quay đầu ta để phụ thân nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm người bạn kia, vừa vặn rất tốt. Coi là thật, giang giật đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, nhìn chăm chằm Hà Vĩ trầm giọng hỏi, ngươi xác định có thể tìm tới bằng hữu của ta cần bao lâu giống như xác định lời nói, ta liền theo ngươi gia nhập diệt ma các. Xác định, Hà Vĩ thoáng cái cười, vỗ vỗ bầu ngực nói, người bằng hữu kia đã cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng, vậy tuyệt đối tại Lam ưng phủ. Diệt ma các có tình báo của mình hệ thống, phụ thân ta là thống lĩnh, có tư cách điều động, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm. Không ra ba ngày, tuyệt đối tìm tới bằng hữu của ngươi tin tức, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi tìm hắn là được. Ba ngày là thượng giới thời gian, Giang giật hỏi thăm một câu, Hà Vĩ trợn trắng mắt nói, chúng ta đi Lam ưng phủ thành chỉ còn cần một ngày rưỡi đâu, tự nhiên là thượng giới thời gian. Ba ngày, hạ giới liền là 300 thiên, gần thời gian một năm. Giang giật tính toán một phen âm thầm gật đầu, thời gian một năm tìm hiểu ra cũng không tính quá lâu, ánh mắt hắn hơi híp, nhìn qua Hà Vĩ nói, ngươi vì sao muốn mang ta vào diệt ma các, nói thật. Cảm giác nói không ra lời, Hà Vĩ rất chân thành nhìn qua Giang giật nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể phi thăng, thiên tư không cần phải nói. Ta xem người rất chuẩn, người tại điện sát giới hẳn là có thể hỗn suốt đầu, ngày sau ngươi công thành danh toại, cũng có thể để bà ta một cái không phải. Giang giật sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nói tiếng người. Tốt a, à, tiểu huynh đệ ngươi quá lợi hại. Hà Vĩ ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, kỳ thật, lôi kéo người tốt mới, cũng có thể ký chiến công, ngươi không đến 30 tuổi lại có thể phi thăng, dựa theo diệt ma các quy củ, ta kéo ngươi đi vào liền có thể đạt được 50 điểm chiến công. Nha, lý do này Giang Giật coi như có thể tiếp nhận, thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, lợi ích mới là vĩnh hằng, hắn tò mò hỏi chiến công là dùng tới làm gì. Chiến công tác dụng có thể nhiều, những chuyện này về sau giang giật sớm muộn có thể biết, Hà Vĩ cũng không có cần thiết giấu giếm, rất hào phóng truyền âm nói, diệt ma các, chiến thần các, địa sát các tại mỗi cái thành trì đều có cứ điểm. Người gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức, ngay từ đầu cũng không có tư cách trở thành đệ tử chính thức, chỉ là ký danh đệ tử, nhất định phải tích lũy 100 điểm chiến công mới có thể tính toán đệ tử chính thức. Trở thành đệ tử chính thức về sau, người tự có tư cách vào diệt ma các bên trong cư ngụ, mà núi nghiệp tục tích lũy chiến công, đạt tới một vạn điểm về sau, người liền có thể trở thành diệt ma chiến tướng, đến lúc đó có thể miễn phí đạt được một tòa thành lâu đài ở lại. 10 vạn điểm trở thành diệt ma chiến vương, 100 vạn điểm trở thành diệt ma chiến thần, có được đặc thù phong hào, quyền lực trong tay cũng sẽ lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, vạn lần, 10 vạn lần, trăm vạn lần tu luyện mật thất. Nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, thậm chí hỗn độn bí cảnh đều có thể đi vào, còn có linh hồn thần đan, vô thượng bí pháp, vạn tượng thần thông. Các loại chờ những này đều cần tính gộp lại chiến công mới có thể có đến. A, à, Giang giật nghe được mơ mơ màng màng, cái này thượng giới quả nhiên thần kỳ, rất nhiều thứ hắn căn bản là chưa từng nghe thấy, nghe đều làm lòng người chỉ mê mẩn. Nếu như không có thiên tinh giới áp lực, không treo niệm thiên tinh giới người nhà, tại cái này thượng giai sông sáo một phen ngược lại là rất kích thích, rất nhiệt huyết. Tốt, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Giang giật không có lập tức đáp ứng Hà Vĩ vào diệt ma các, hết thảy cũng chờ tới chỗ, hắn dò xét một phen tình huống lại nói. Hà Vĩ cũng không có lại thuyết phục, nhẹ gật đầu ngay tại Giang giật bên người ngồi xếp bằng. Tỉnh táo, tỉnh táo, còn có một số thời gian, chỉ cần cố gắng liền sẽ có kỳ tích xuất hiện. Giang giật thật sâu ít mấy hơi, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, thiên lực của hắn không nhiều, nơi này thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, tu luyện tốc độ khẳng định rất nhanh, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, vẫn là thêm tu luyện một chút thiên lực bảo hiểm một chút. Có thể giữ được hay không thiên tinh giới là một chuyện, trước mắt hắn cần nhất làm chính là trước ổn định lại, tìm tới Giang Tiểu Nô. Quả nhiên, nơi này thiên địa nguyên khí là thiên tinh giới vạn lần, tăng thêm Giang giật hoàn mỹ thể chất, tu luyện tốc độ thật nhanh, thần hạch bên trong thiên lực tu luyện so trước kia nhanh gấp trăm lần. Không đúng, hắn tu luyện một hồi, cảm giác có chút không thích hợp, nơi này là nguyên khí mức độ đậm đặc là thiên tinh giới vạn lần, tăng thêm hắn hoàn mỹ thể chất, đó cũng là 10 vạn lần. Hắn tại tử thần mật hải huyền thần cung bên trong tu luyện cũng là 10 vạn lần, vì sao thiên lực bát ra tốc độ lúc trước gấp trăm lần. Hà Đại Nhân, nơi này thiên địa nguyên khí cùng hạ giới có khác nhau sao? Không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, Giang giật đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng hà vĩ, cái sau trợn trắng mắt nói tự nhiên có khác nhau. Nơi này gọi linh khí, hạ giới chỉ có thể là nguyên khí không phải một cái cấp bậc đi chớ nói chuyện trước tu luyện đi thiên lực của ta cũng không nhiều tranh thủ thêm tu luyện một chút giang giật không còn nói nhảm nhanh chóng vận chuyển vô danh công pháp tu luyện hắc thần cũng ngồi xếp bằng lợi dụng yêu tộc tu luyện bí pháp tu luyện tu luyện một hồi hắc thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hiển nhiên nơi này kỳ lạ linh khí đối với hắn trợ giúp phi thường lớn thời gian nhanh chóng trôi qua thần châu bên trong cũng an tĩnh lại toàn bộ người đều nắm chắc thời gian tu luyện. Bên ngoài sóng biển càng lúc càng lớn, kia hai vòng huyết nguyệt chậm rãi về phía tây bên cạnh di động, theo coi như muốn rơi xuống còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Ngao ngao, không biết qua bao lâu, một đạo chấn thiên tiếng giống đem giang giật giật mình tỉnh lại, thần châu bên trong toàn bộ người đều bị một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ đi vào, giang giật cùng hắc thần run dày một chút, cũng cảm giác năm đó bị minh tướng khí tức bao phủ, giang giật dương mắt nhìn lại, sắc mặt dây lát biến nơi xa nộ hải sóng lớn bên trong, một cái to lớn hải thú tại sóng biển bên trong gào thét mà đến, kia cự thú khoảng chừng ngàn trượng chi trường, hai cái to lớn đôi mắt tựa như bầu trời kia hai vòng huyết nguyệt, giang giật bọn người vẻn vẹn nhìn con mắt của nó một chút, đều cảm giác linh hồn run rẩy lên, tựa hồ có xu thế sụp đổ. Thủ trụ bản tâm, không nên nhìn cái này hỗn độn thú con mắt, nếu không các người đều sẽ biến thành cái xác không hồn. Một đạo quát lạnh âm thanh nổ vang tại giang giật đám người trong tai, cái kia 10 cái địa sát quân ra sau khoang thuyền, ám ảnh đại nhân gầm thét, khởi động thần châu ẩn trốn đại trận, ám vu ba người các ngươi, đi đem cái này hỗn độn thú dẫn ra, đây là hồng hoang cấp hỗn độn thú, bằng vào chúng ta giết không chết. chương 1292, thần phỉ, ông, thần châu quang mang sáng rõ, đại môn mở ra ám vu mấy người phi thân mà ra, đón lăn lộn sóng biển phóng đi, bắn thẳng đến nơi xa cái kia to lớn hỗn độn thú. Bên này thần châu bên ngoài bạch quang lóe lên, tiếp lấy hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại trong biển rộng, phương hướng cũng nhất chuyển hướng một cái hướng khác nhanh chóng bay đi tốc độ tăng lên gấp đôi. hô hô giang giật bọn người ở tại ám ảnh nhắc nhở dưới cũng không dám đi xem cái kia hỗn độn thú nhắm mắt lại thủ trụ bản tâm vừa rồi cái loại cảm giác này quá kinh khủng tựa hồ linh hồn của bọn hắn đều muốn bị hỗn độn thú câu dẫn kém chút hồn phi phách tán. ầm um, bên cạnh một đạo tiếng vang nặng nề kinh động đến giang giật hắn vừa mở mắt nhìn sắc mặt đại biến hắc thần thế mà thống khổ té ngã trên đất lãnh khóc trên mặt cơ bắp đều biến hình hiển nhiên linh hồn gặp to lớn đau đớn hắc thần giang giật vội vàng đem hắc thần ôm lấy rót vào mấy sợi thiên lực đi trợ giúp linh hồn của hắn chữa thương hà vĩ nhìn lướt qua liền vội vàng kéo giang giật nói chứa lộn xộn con tiểu yêu này linh hồn thụ trọng thương thiên lực của ngươi sẽ chỉ làm linh hồn hắn sụp đổ cho hắn một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược để chính hắn chậm rãi khôi phục ông giang giật trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra mấy cái linh hồn bổ dưỡng đan cho hắc thần cho ăn xuống sau một lúc lâu hắc thần đau đớn mới hóa giải mấy phần, tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi. Thần châu bên trong cũng không ít người chúng chiêu, khắp nơi đều là thông tiếng hừ, còn có người trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Toàn bộ ngậm miệng, nếu không đem các người đều ném ra bên ngoài. Ám ảnh một mực tại chú ý xa xa hỗn độn thú cùng ám vu ba người, giờ phút này rốt cục nhịn không được bão nổi. Hắn một quát lớn, rất nhiều đau đến muốn chết người đều chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, nếu bị ném ra bên ngoài, kia chỉ có một con đường chết. Đừng lo lắng, cái này hồng hoang cấp hỗn độn thú mặc dù bọn hắn giết không chết, nhưng gần như không có linh trí, rất dễ dàng lừa gạt đi, có thần châu tại không tao ngộ viễn cổ cấp hỗn độn thú, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Vĩ truyền âm cho Giang Giật, một mặt nhẹ nhõm, Giang Giật nhìn qua nơi xa lờ mờ có thể thấy được tại nộ hải bên trong lăn lộn gây nên vạn trượng cự lãng cự thú, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra cái này hỗn độn thú như thế cường đại thế mà giết không chết. Cũng không phải giết không chết, hà vĩ liếc nhìn phía trước ám ảnh bọn người truyền âm nói địa giới võ giả dựa theo thực lực tổng hợp chia làm tam cảnh chúng ta loại này nhất bất nhập lưu thuộc về không có cảnh còn lại đường cái xưng là võ tướng võ vương võ đế diệt ma các xưng là diệt ma chiến tướng diệt ma chiến vương diệt ma chiến thần địa sát các chia làm quỷ sát địa sát thiên sát chiến thần các xưng là thần tướng thần vương thần đế xưng hô không giống nhưng ý tứ đều như thế tới đối ứng hỗn độn thú cũng chia là ba loại, hồng hoang cấp, viễn cổ cấp, hồng mông cấp. Cùng cấp bậc võ giả là không có cách nào đánh giết cùng cấp bậc hỗn độn thú, cái này 10 cái địa sát quân, đều chỉ là quỷ sát mà thôi, cái kia ám ảnh đại nhân mạnh hơn một chút, hẳn là quỷ sát đỉnh phong, nhưng muốn giết chết hỗn độn thú vẫn là rất khó. Quỷ sát, địa sát, thiên sát diệt ma chiến tướng, diệt ma chiến vương, diệt ma chiến thần thần tướng, thần vương, thần đế. Giang giật âm thầm ghi xuống, đối với thượng giới cảnh giới phân chia ngược lại là có chút hiểu rõ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy ám vù ba người công kích cái kia hỗn độn thú, sau đó hướng một cái hướng khác chạy trốn, đem hỗn độn thú dẫn sau khi đi mới thở ra một hơi thật dài. Hạ thấp giọng hỏi, người lão nói là địa giới địa giới rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ không phải xưng là thượng giới sao? Giang giật thanh âm rất nhỏ, thần châu bên trong cũng có một số người tại khe khẽ bàn luận, ám ảnh bọn người chú ý xa xa tình huống ngược lại là không để ý bọn hắn. Hà Vĩ dừng một chút lại truyền âm nói, thượng giới chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, kỳ thật thế giới này chia làm thiên địa nhân tam giới. Nhân giới liền là hạ giới, phàm nhân ở lại giới diện, địa giới chính là chỗ này, phía trên theo phụ thân ta nói còn có mấy cái siêu cấp lớn giới diện, được xưng là thiên giới. Bất quá thực lực không đạt tới phong hào cấp diệt ma chiến thần là không có tư cách bước vào. Cái này, Giang giật hít một hơi lãnh khí, thế giới này chi đại, vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài, thế giới này chi phức tạp cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù sao không thể tu luyện, Hà Vĩ lại hữu tâm tình bình luận, giang giật cắn răng hỏi, ta như muốn đi còn lại giới diện, ít nhất phải đạt tới thực lực gì. Cao dài diệt ma chiến vương đi, Hà Vĩ nghĩ nghĩ cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, trở thành diệt ma chiến thần, kiệt tùy ý có thể vượt ngang giới diện, đạt tới diệt ma chiến vương cao giai. người có tài phú cũng rất khủng bố, khẳng định cũng sẽ nhận biết rất nhiều đại nhân vật, đến lúc đó tùy ý tìm người hỗ trợ, tự dễ dàng vượt giới giang giật trầm ngâm một lát hỏi một cái rất bây giờ vấn đề phụ thân ngươi là cái gì cấp bậc phi thăng bao lâu phụ thân ta a à, hà vĩ thoáng cái hồng quang đầy mặt rất tự hào nói ra phụ thân ta mới phi thăng địa sát giới một năm hắc hắc hắn vừa mới đột phá diệt ma chiến vương được bổ nhiệm làm thống lĩnh phụ thân ta thế nhưng là chúng ta giới kia trăm vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên tài thượng giới một năm hạ giới trăm năm trăm năm thời gian mới lăn lộn đến một cái diệt ma chiến vương giang giật im lặng trợn trắng mắt hắn muốn đạt tới diệt ma chiến thần cần bao nhiêu năm ngàn năm, vẫn là vạn năm, hay là đời này vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Hiu hiu hiu, trầm ngâm bên trong, nơi xa một thân ảnh lướt sóng mà đến, tiếp theo phía sau hai người khác cũng nhanh chóng lao tới, ám ảnh trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vung tay lên nói, mở ra đại môn, tiếp tục ẩn trốn hành tẩu. Đại môn mở ra, ám vụ ba người bay vào đây, ba người khóe miệng đều là tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng, rõ ràng bị thương sau khi đi vào ba người không nói một lời tiến vào trước khoang thuyền thần châu bên trong khôi phục bình tĩnh giang giật bọn người tiếp tục bế quan tu luyện không biết qua bao lâu giang giật bọn người lần nữa bị hỗn độn thú khí thức bừng tỉnh lần này tất cả mọi người rất thông minh không ai dám đi xem hỗn độn thú đều thủ trụ bản tâm nhắm mắt ngồi xếp bằng ám ảnh lại phái ba người tiến đến dẫn ra hỗn độn thú bất quá lần này vẻn vẹn trở về hai người tiểu huynh đệ đừng nói chuyện khác đừng chọc giận ám ảnh đại nhân bọn hắn hà vĩ nhìn lướt qua diện mục âm trầm tới cực điểm ám ảnh vội vàng cùng giang giật truyền âm dặn dò một tiếng giang giật hướng hắc thần nháy mắt ra dấu cũng không dám ra ngoài âm thanh những người còn lại cũng rất thông minh giờ phút này dám làm tức giận ám ảnh bọn người tuyệt đối chỉ có một con đường chết thần châu tiếp tục tiến lên trên đường thường xuyên có thể tao mộ hỗn độn thú bất qua thần châu có phi thường cường đại ẩn hình đại trận một đường đều hữu kinh vô hiểm giang giật bọn người yên tĩnh tu luyện chờ hai vòng huyết nguyệt hạ xuống lúc thần châu rốt cuộc bay ra địa sát hải, phía dưới biến thành một mảnh quần sơn bao la. Phía đông bầu trời sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, một vòng to lớn tử nhật thăng thiên, đem toàn bộ thê lương đại địa chiếu sáng. Thần châu bên trong rất nhiều người bao quát giang giật bọn người đình chỉ tu luyện, ánh mắt tò mò nhìn phía dưới quần sơn bao la. Phía dưới gần như không có đường, ngàn câu vạn khe, vạn phong chập trùng, hồ suối khắp nơi trên đất, khóm bụi gai sinh, vạn trưởng cổ thụ sáp thiên, cái này tại thiên tinh giới là tuyệt đối không có cảnh tượng cũng không biết bên trong ẩn núp bao nhiêu con cọp, bao nhiêu nguy hiểm. Hiu hiu hiu, ngay tại giang giật kinh ngạc quan sát cảnh sắc lúc, phía trước mười mấy chiếc thần châu đột ngột hiển lộ giữa không trung, ngăn cản thần châu đường đi, từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ giang giật các loại chờ tất cả mọi người, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng khắp nơi, giao ra trên người sở hữu bảo vật, thần nguyên, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Giang giật nháy nháy mắt, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Hà Vĩ nói, cái này thượng giới cũng có sơn phỉ. Ha ha, Hà Vĩ trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, rất là ung dung nói ra, có người địa phương tự có giang hồ, tự có đạo tặc, thượng giới thần bản chất cũng là người, tự nhiên là có đạo tặc, bất quá nơi này gọi thần phỉ. Đừng lo lắng, chờ lấy xem kịch vui đi, chiến thần các, địa sát các, diệt ma các cái này tam phương thế lực không ai dám trêu chọc. Chương 1293, thần ưng thành. Hưu hưu hưu, rất nhiều thần châu đại môn mở ra, bay ra từng bầy võ giả, khí tức đều không kém gì ám vu bọn người, cộng lại ít nhất có hơn mấy ngàn người, trong đó còn có mấy người khí thức so ám ảnh đại nhân còn muốn cường đại. Hừ, ám ảnh tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy hắn mang theo mười mấy người ngạo nghễ không sợ liền sông ra ngoài, lơ lửng giữa không trung lãnh mâu quét qua nói, địa sát các thần châu các ngươi cũng dám chặn đường, các ngươi chán sống phải không? Mạn Đà La Tốn, là địa sát quân, rất nhiều thần phỉ nhìn thấy ám ảnh bọn người huy chương trước ngực đều đôi mắt co rụt lại, thần bọn phỉ đoàn thủ lĩnh trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười làm lành nói ra, nguyên lai là địa sát quân đại nhân, chúng ta có mắt không biết thái sơn, đắc tội. Các huynh đệ rút lui, rút lui, ám ảnh đùa cợt cười nói, chặn lại chúng ta liền muốn đi ngươi có tin hay không là chúng ta trở về báo cáo, trong mấy ngày đại quân liền đến, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Ám ảnh để giang giật bọn người nhao nhao động dung, cái này ám ảnh đầu óc có phải hay không hỏng, bọn hắn mới 10 cái, bên kia mấy ngàn người a à, mà lại thực lực cũng không tệ. Nếu là chọc giận đám này thần phỉ, cá chết lưới rách phía dưới, bọn hắn đều muốn đi theo xong đời A. À. Ha ha, đám này ngu xuẩn phải đại xuất huyết. Hà Vĩ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra tại địa sát giới, địa sát các, diệt ma các, chiến thần các không ai dám trêu chọc, trừ phi tùy thời có thể thoát đi địa sát giới, nếu không đám người này dám giết một người, toàn bộ chết hết. Ám ảnh đám người cũng không có tại thần châu bên trên lưu lại địa sát quân ký hiệu, kỳ thật liền là đang câu cá A. À. Quả nhiên, kia Sơn phỉ thủ lĩnh cười khổ chắp tay nói, đại nhân, người muốn thế nào? Ám ảnh duỗi ra một cái tay, hờ hững nói ra, giao một ngàn thần nguyên, việc này như vậy coi như thôi, nếu không, hừ. Một ngàn, giang giật cùng hắc thần liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, này một ngàn thần nguyên nhưng chính là một ngàn kiện thần khí A, cái này thần nguyên quá tốt kiếm lời A. Đại nhân, có thể thiếu điểm không chúng ta kiếm ăn cũng rất khó khăn, cầu xin đại nhân khai ân, 500 được hay không? Thần trùng thổ phỉ lĩnh u oán nói, ai ngờ ám ảnh bọn người xoay người rời đi, phải bay hồi trở lại thần châu. Kia thần trùm thổ phỉ lính thoáng cái cuống lên, cắn răng nói ra tốt, coi như các người hung ác, cầm lấy đi. Các huynh đệ, rút lui, hưu, một chiếc nhẫn ném qua, ám ảnh tiếp nhận quét qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, mang theo những người còn lại bay vào đây. Lãnh mâu ở bên trong toàn bộ trên mặt người đảo qua, trầm giọng nói, sự tình vừa rồi, ai cũng không cho phép truyền ra ngoài, nếu không để các người hối hận làm người. Mọi người liên tục gật đầu, ám ảnh bọn người tiến vào trước khoang thuyền, một người lưu lại nói ra, nửa ngày sau chúng ta đi đến thần ưng thành, về sau các ngươi liền là thần ưng thành sở thuộc, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta địa sát các, ngày sau có thể trở thành địa sát quân. Cũng có thể gia nhập diệt ma các cùng chiến thần các, còn có thể lựa chọn giống như những cái kia thần phỉ đồng dạng chính mình sông sáo. Cụ thể đến thần ưng thành, các người hiểu rõ sau chính mình quyết định. Các loại trợ người này trở ra, thần châu bên trong thoáng cái náo nhiệt lên, rất nhiều người nghị luận ẩm ý, Giang giật nghe thoáng cái phát hiện phần lớn người đều muốn gia nhập địa sát các, ngày sau trở thành địa sát quân, vừa rồi ám ảnh bọn người lộ một tay, để đại gia đối địa sát quân tâm trì mê mẩn. Hà Vĩ lại lắc đầu nhẹ giọng nói ra, một đám ngu xuẩn, địa sát các chiếm cứ địa lợi, tuyển nhận người nhiều nhất. Nhưng có thể gia nhập địa sát quân một vạn cái chỉ có một cái, rất nhiều đều chỉ có thể biến thành phổ thông tạp dịch, làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, còn không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên, Giang giật hiếu kỳ nhìn Hà Vĩ một cái nói, người không đi lôi kéo mấy người. Hà Vĩ bĩu môi nói, đều là một đám phế vật, muốn tới làm gì dùng nơi này gần ngàn người, ngoại trừ người ta, nhỏ tuổi nhất đều vượt qua trăm tuổi. Bản thiếu gia thiên tư chịu đựng, bốn người ba tuổi cũng phi thăng, bọn hắn so ta đều tranh lệch, muốn vào diệt ma các cũng khó khăn đâu. Giang giật lặng lẽ, cũng không cùng Hà Vĩ nói nhảm. Tình huống không rõ, Hà Vĩ nói cái gì Giang giật cũng sẽ không hoàn toàn tin vào, chờ đến thần ưng thành rồi nói sau hắn nhìn thoáng qua hắc thần phát hiện đã không còn đáng ngại nhắm mắt tiếp tục tu luyện thời gian trôi qua một ngày hạ giới coi như liền là ba tháng giang giật tốc độ tu luyện đạt tới gấp trăm lần giờ phút này thần hạch bên trong thiên lực đã tích lũy có một ít bất qua cái này thần hạch vô cùng lớn muốn tu luyện đầy dựa theo cái tốc độ này ít nhất cũng phải ba năm năm đi đây chính là thượng giới ba năm năm ngưng tụ thần thể về sau giang giật phát hiện gần như không đói bụng hoàn toàn không cần ăn uống nước lúc tu luyện thân thể có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, hắc thần là yêu thú, thân thể cường đại, mấy năm không ăn không uống cũng không có việc gì, mà lại hắc thần trên thân cũng có vô tận biển sâu linh dược, không cần giang giật quan tâm. Tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt nửa ngày thời gian trôi qua, giang giật bị hà vĩ đẩy một cái đánh thức, ánh mắt của hắn mở mịt bốn phía nhìn một cái, hỏi thế nào. Phía trước liền là thần ưng thành. Hà Vĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ về đằng trước nói, Giang Dật tìm mắt nhìn một cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì phía trước mơ hồ ở giữa xác thực nhìn thấy một tòa cự đại vô cùng thành trì bất qua cái này thành trì cùng năm đó thần tứ thành hoàn toàn lơ lửng giữa không trung lơ lửng giữa không trung không kỳ quái để giang giật ngạc nhiên là kia thành trì quá tốt đẹp lớn mà lại tựa như một cái cự đại tòa thành nối liền thành một thể cái này thành trì đoán chừng so huyền đế thành phải lớn hơn vạn lần căn bản không nhìn thấy hai bên giới hạn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang lóng lánh tường thành toàn bộ thành trì đều bao phủ tại một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bên trong căn bản không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì cảnh quan a à, phía dưới rất nhiều thôn xóm a giang giật ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại thấy được rất nhiều loán thất bát tao kiến trúc có tòa thành có lầu các có một phòng ở còn có thổ lâu đài bất quá ngược lại là ngay ngắn trật tự chia làm bốn đại khu vực đó là chúng ta ở lại địa phương hà vĩ nhìn qua giữa không trung lơ lửng thành trì cảm khái nói giống chúng ta loại này hạ lưu nhất võ giả là không có tư cách vào thành chỉ có trở thành tam đại thế lực đệ tử chính thức, một tháng mới có thể đi vào ba ngày. Giống như đạt tới diệt ma chiến vương cấp bậc, liền có thể tại trong thành chỉ có được tòa thành, đó mới là thật địa vị A. Tình cảm phía dưới kia là bình dân quật, phía trên là khu nhà giàu. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thần châu nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, cuối cùng rơi vào ở giữa một tòa trên quảng trường. Ám ảnh bọn người đi ra, ám ảnh ánh mắt quét qua chúng nhân nói tốt, thần ưng thành đến, nhìn thấy trước mặt ba tòa tòa thành bên trong, Bên trái là Địa Sát Các, ở giữa là Chiến Thần Các, bên phải là Diệt Ma khác. Các, các ngươi có thể phân biệt lựa chọn sử dụng thế lực gia nhập. Cơ hội của các ngươi chỉ có một lần, gia nhập sau cái này đều không cách nào rời khỏi hoặc là thay đổi. Còn gia nhập chỗ tốt, chính mình tiến vào giải. Nơi này là Thần Ưng Bộ Lạc, trong bộ lạc cũng không thể động võ, có bất kỳ ân oán ra ngoài quyết đấu. Tốt, tiếp dẫn nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, toàn bộ đi xuống đi. Soạt, Thần Châu bên trong gần ngàn người toàn bộ kích động bay ra Thần Châu. Hiếu Kỳ đánh giá chung quanh. Các loại chợt tất cả mọi người bay ra ngoài về sau, thần châu bị ám ảnh thu hồi, ám ảnh bọn người đằng không mà lên, ở phía dưới trong bộ lạc rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong bay bắn lên giữa không trung thần ưng thành nội. Đi, đi địa sát các, đưa tới người mới top 5 top 3 phân biệt tập hợp một chỗ, một số người đã hướng địa sát các tòa thành đi đến. Giang giật lại sướng sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn hiện lên một tia trần chờ, ám ảnh thế nhưng là nói ra nhập bất kỳ bên nào thế lực cả một đời đều dán lên phương này thế lực nhãn hiệu, không cách nào thối lui ra khỏi. hắn người này thích nhất vô câu vô thúc, giống như gia nhập tam phương thế lực một trong, bị hạn chế ở tự do, đời người như vậy không khỏi quá không thú vị. bất quá không gia nhập cái này tam phương thế lực, tại địa sát giới rất có thể nửa bước khó đi a. À. vị này chính là vị thiếu. ngay tại giang giật trầm ngâm bên trong, quảng trường phụ cận một lão giả đột nhiên hướng giang giật bên người hà vĩ đi tới, trong tay hắn cầm một tấm lệnh bài nói. Hà thống lĩnh đạt được tình báo biết rõ người đã đến thần ưng thành, để ngươi trước tiên ở bộ lạc ở, một ngày sau hắn liền đến. Ừ, Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, Hà vĩ lão cha xem ra hoàn toàn chính xác có chút năng lượng A, à, giống như hắn thật có thể hỗ trợ tìm tới Giang tiểu nô, kia gia nhập diệt ma các lại có làm sao. chương 1294, Khảo Hạch, người mặc màu đen chiến giáp lão giả ánh mắt quét về phía Hà vĩ bên người Giang giật, đột nhiên đôi mắt sáng lên, cười nói ra tiểu huynh đệ này là vĩ thiếu bằng hữu sao. Đúng, Hà Vĩ thân mật vỗ vỗ giang giật bả vai nói, hai cái này đều là bằng hữu của ta, trên đường nhận biết, tiểu huynh đệ này rất không tệ, ta chuẩn bị giới thiệu hắn vào diệt ma các, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, lão giả khách khí hướng giang giật nhẹ gật đầu, bất quá không nói một câu lôi kéo, chỉ là làm một cái mời động tác. Giang giật dừng một chút hướng địa sát các cùng chiến thần các tòa thành nhìn lại, có chút trần chờ, dù sao hắn còn không có hiểu rõ cái này tam phương thế lực đâu. Vù vù, hai tòa thành lâu đài bên ngoài đều đứng đấy mấy tên thủ vệ, tại gian giật ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc, hai tòa thành lâu đài bên ngoài hai tên tiểu đội trưởng đột nhiên hướng gian giật trông lại, trong mắt chợt lóe sáng, hai đạo truyền âm phân biệt vang lên tại gian giật trong tai. Vị tiểu huynh đệ này, địa sát các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, tại địa sát các ngươi có thể được đến vô tận tài nguyên cùng bồi dưỡng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện còn có thể có cơ hội trở thành địa sát quân chủ môn đồ, đến lúc đó trở thành phủ chủ đều không phải là không thể nào tuổi trẻ phi thăng giả, chiến thần các là cả giới nhất thế lực cường đại, là bốn vị đại đế liên hợp khai sáng, chiến thần các thu người phi thường hà khắc, người tuổi còn trẻ lại có thể phi thăng, thiên tư không tầm thường. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập chúng ta chiến thần các, trở thành cái này thiên hạ nhất thế lực cường đại thành viên. Ngày sau toàn bộ địa giới đi ngang, còn có cơ hội đi thiên giới. Địa sát các cùng chiến thần các người phân biệt truyền âm lôi kéo, địa sát các cho giang giật cảm giác, tùy ý có thể gia nhập, có thể được đến đại lực bồi dưỡng, còn nói có cơ hội trở thành địa sát quân chủ môn đồ sự nghi ngờ này không thể bảo là không lớn. Chiến thần các khẩu khí thì để giang giật có chút không thoải mái, như khí hống hống, bốn cái đại đế liên hợp khởi đầu thành viên có thể tại địa giới đi ngang hắn gia nhập còn phải thông qua khảo hạch. Giang giật ánh mắt nhìn về phía diệt ma các tới tiếp ứng hà vĩ lão giả, hắn hiển nhiên biết rõ địa sát các cùng chiến thần các người cho mình truyền âm, nhưng hắn lại cười cười cái gì đều không nói. Giang giật con người lấp lóe, nhìn qua lão giả thấp giọng nói ra, vị nói ít có thể giúp ta tìm tới cùng một chỗ phi thăng thất lạc bằng hữu vị đại nhân này vị thiếu hẳn là sẽ không gạt ta à cái này hiển nhiên lão giả rất khẳng định nói ra hà thống lĩnh tại lam ưng phủ mánh khóe thông thiên tìm người hẳn không có vấn đề quá lớn kia tốt giang giật quyết định thật nhanh gật đầu nói ta muốn gia nhập các người diệt ma các. lão giả cười cười không nói gì thêm mang theo giang giật hướng diệt ma các tòa thành đi đến bên kia địa sát các cùng chiến thần các người cũng không còn truyền âm thậm chí con mắt cũng sẽ không tiếp tục nhìn qua, tựa hồ tam đại thế lực đều có ăn ý, không phải công khai ảnh hưởng phi thăng giả lựa chọn. Diệt ma bảo rất lớn, chỉ có một tầng, có rất nhiều người ra ra vào vào, đều mặc màu đen chiến giáp, giang giật phát hiện những người này chiến giáp trên ngực đều có một cái huyết hồng sắc đầu sói ký hiệu. Tới đón đưa hà vĩ lão giả chiến giáp bên trên đồng dạng có dạng này ký hiệu, đây cũng là diệt ma các huy chương. Vừa tiến vào là một cái đại điện, đại điện bên trong không có cái gì, chỉ có 10 cái hành lang, phân biệt dọc theo đi một cái thiền điện. Trong đại điện đặt vào một tôn cao một trượng pho tượng, là một cái khôi ngô anh vĩ trung niên võ giả, người mặc màu đen chiến giáp ngực đồng dạng có huyết hồng sắc đầu sói ký hiệu, pho tượng bên trên để lộ ra một cỗ sát khí, hắc thần nhìn thoáng qua cảm giác toàn thân băng hàn. Vị này là chúng ta diệt ma các sáng tạo người, diệt ma đại đế, hắn là một cái duy nhất hạ giới phi thăng bị phong xưng là đại đế người. Lão giả cho giang giật cùng Hà Vĩ hắc thần giới thiệu, Hà Vĩ vội vàng cung cung kính kính cho pho tượng bái, Giang giật cùng hắc thần liếc nhau, cũng nhao nhao khom người hành lễ. Bất luận phải trăng gia nhập diệt ma các, chỉ ít cái này diệt ma đại đế là phi thăng giả, còn có thể phong hào đại đế, mạnh như thế người đáng giá cúi đầu. Lão giả mỉm cười nhìn qua ba người một chút, mang theo ba người tiến vào bên trái phía trên nhất đầu thứ nhất hành lang, cuối cùng tiến vào một cái thiền điện. Thiền điện bên trong ngồi một cái hắc giáp trung niên nhân, hắn trên ngực trái huyết lang đầu ký hiệu lại có chút khác biệt, đầu sói đằng sau nhiều hơn một thanh trường kiếm ký hiệu, hắn nhìn qua mọi người đi tới hơi kinh ngạc hướng lão giả nhìn lướt qua lập tức nhìn giang giật một chút trên mặt lộ ra vẻ thoải mái mỉm cười nói ra ta còn nói lão bộ vì sao tự mình đi một chuyến nguyên lai là phát hiện một mầm mống tốt a à. ha ha lão giả cười nhạt một cái nói trần đội trưởng tiểu huynh đệ này đích thật là mầm mống tốt còn có vị này là hà thống lĩnh công tử hà thống lĩnh đưa tin để cho ta tiếp dẫn thoáng cái hắn chế chút liền đến a à, trần đội trưởng ánh mắt nhìn về phía hà vĩ trên mặt tươi cười nói, nguyên lai là hà thống lĩnh nhi tử, vậy các ngươi hai cái cũng không cần khảo hạch, trực tiếp có thể trở thành diệt ma các ký danh đệ tử đi, lão bộ dẫn bọn hắn đi giản xếp thoáng cái. Chờ chút, Giang giật đột nhiên lên tiếng nói, hai chúng ta ta người bạn này đâu. Hắn, Trần đội trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua hắc thần, lắc đầu nói, hắn chỉ là một cái hạ giới tiểu yêu thôi, cũng còn không trở thành yêu thần, tự nhiên là không có tư cách gia nhập diệt ma các chúng ta diệt ma các thu người mặc dù không giống chiến thần các như vậy hà khắc nhưng cũng không phải điện sát khác như thế cái gì đều muốn ngươi để hắn trước tu luyện đi quay đầu đạt tới yêu thần tình trạng lại đến khảo hạch hắc thần gặp giang giật còn muốn nói gì nữa liền vội vàng kéo hắn lắc đầu nói được rồi thiếu ra ta lời đầu tiên mình tu luyện đi không được giang giật rất kiên quyết nói ra muốn gia nhập tựu cùng nhau gia nhập nếu không ta cũng không vào diệt ma các hà vĩ xem xét cuống lên ánh mắt nhìn về phía lão đường dành cho người đi bộ, đại nhân, có thể hay không giản xếp thoáng cái không gia nhập tam phương thế lực ở trong bộ lạc là lăn lộn không dưới, hắn thực lực này đi bên ngoài, sẽ bị hỗn độn thú giết chết. Không có cách nào, lão châm cài tóc lắc đầu nói, quy củ liền là quy củ, trừ phi. Tiểu huynh đệ này khảo hạch thành tích có thể đạt tới giáp đẳng, dạng này mới có thể hướng lưu thống lĩnh đặc biệt xin. Không sai, Trần đội trưởng cũng gật đầu nói ra, ngươi tên là gì nếu như muốn bằng hữu của ngươi lưu lại, vậy các ngươi chỉ có thể đi khảo hạch mà lại nhất định phải là giáp đẳng khảo hạch các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng cái khảo hạch này rất nguy hiểm một cái không tốt các ngươi liền sẽ vẫn lạc giang giật ánh mắt chấp động trầm giọng hỏi ta gọi giang giật khảo hạch nội dung là cái gì giết người trần đội trưởng lấy ra một cái hồ sơ nhìn một hồi nói hôm qua nhận được tin tức phía nam cước dương bộ lạc đã bị minh giới khống chế trễ chút vừa vặn có một tiểu đội tiến đến thanh lý nhiệm vụ của các ngươi đi theo tiểu đội cùng đi cước dương bộ lạc ít nhất đánh giết 10 người. Ta có thể rõ ràng nói cho các người biết, bộ lạc này mặc dù rất nhỏ, nhưng là bên trong võ tướng có 10 cái, một cái không tốt các người tựu vẫn lạc tại bên trong. Minh giới khống chế, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, hỏi, Minh giới khống chế là có ý gì khó khăn đạo Minh giới nanh vuốt đã kéo dài đến địa sát giới. Ha ha, xem ra người đối với thượng giới tình huống là hoàn toàn không hiểu a. À. Trần đội trưởng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lão đường dành cho người đi bộ, người cùng hắn giải thích một lần đi. Lão bộ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, minh giới nanh vuốt không chỉ có kéo dài đến địa sát giới, thế lực của bọn hắn còn trải rộng toàn bộ thiên địa nhân tam giới, thậm chí rất nhiều giới diện hoàn toàn bị bọn hắn khống chế. Diệt ma các cùng chiến thần các địa sát khác, thành lập tôn chỉ chính là vì chống cự minh giới, thủ hộ ức vạn sinh linh. Địa sát giới mặc dù là nhân tộc thống trị, nhưng minh giới một mực lặng yên phái ra sứ giả, lợi dụng đại thần thông âm thầm bồi dưỡng hoặc là khống chế lớn nhỏ thế lực, ý đồ từ nội bộ tan giã chiếm lĩnh địa sát giới. Một khi có thế lực hoặc là võ giả bị cha ra bị minh giới khống chế, địa sát các, diệt ma các cùng chiến thần các đều sẽ phái người vô tình giết chết. Nguyên lai là dạng này, Giang giật ánh mắt lộ ra một vòng sát ý, minh giới kia là tử địch của hắn, diệt ma các đã dùng chống cự minh giới làm nhiệm vụ của mình, xem ra gia nhập diệt ma các là không sai. Hắn cắn răng nói ra tốt, chúng ta tiếp nhận khảo hạch. Nếu như ngay cả nho nhỏ khảo hạch đều qua không được, Giang Giật cũng không cần tại địa sát giới lăn lộn, càng không cần nghĩ biện pháp phá giải minh giới đối thiên tinh giới uy hiếp, trực tiếp tự sát được rồi. chương 1295, ta cược bọn hắn hẳn phải chết. Giang Giật, người nhất định muốn còn sống trở về, phụ thân ta lập tức sẽ đến đây, chờ ngươi trở về ta lập tức để hắn hỗ trợ ngươi tìm kiếm bằng hiếu, ta hà vĩ đỉnh thiên lập địa, nói lời giữ lời. Bởi vì Giang Giật muốn khảo hạch, sở dĩ không có cách nào trở thành ký danh đệ tử, Hà Vĩ bị lão bộ dẫn đi dàn xếp. Giang giật cùng hắc thần chỉ có thể ở bên ngoài đại điện bên trong chờ đợi, hai người được ban cho cho một kiện hắc giáp, bất quá phía trên không có diệt ma các huyết lang đầu ký hiệu. Hai người như ngu xuẩn ở trong đại điện đứng đấy, không ngừng có diệt ma các đệ tử theo đại điện bên trong ra ra vào vào, phân biệt tiến vào khác biệt thiền điện, nhìn thấy hai người ngơ ngác đứng đấy, ngược lại là cũng không có lộ ra đùa cờ thần sắc, bất quá cũng không ai phản ứng hai người. Các ngươi là khảo hạch người mới. Qua ba canh giờ, một tên hắc giáp tráng hán lúc này mới đi tới, muộn thanh muộn khí mà hỏi. Gặp Giang giật nhẹ gật đầu, hắn vẫy vẫy tay nói, các người theo ta đi, hiểu quy củ điểm. Giang giật hai người vội vàng đi theo cường tráng hán chiều bên ngoài đi đến, trên quảng trường một chiếc thần châu lơ lửng giữa không trung hắc giáp tráng hán quay đầu nhìn hai người một chút, trầm giọng nói ra, đi lên. Hiu, tráng hán này thực lực rất không tệ, có thể ngự không phi hành, hẳn là diệt ma chiến tướng. Giang giật cùng hắc thần không hiểu phi hành, nhưng điểm ấy khoảng cách giang giật vẫn có thể nhảy tới, hắn hai chân một điểm giữ chặt hắc thần như như đạn pháo bắn thẳng đến mà lên, nhẹ nhõm tiến vào thần châu. Bá bá bá, thần châu bên trong đồng phục đều là diệt ma chiến tướng, có 30 người, ngực đều là huyết lang đầu ký hiệu. Chỉ có một người huyết lang đầu đằng sau có một thanh lợi kiếm, người kia hiển nhiên là cái tiểu đội trưởng, ánh mắt của hắn quét qua giang giật cùng hắc thần, tìm địa phương ngồi, cước dương bộ lạc rời đi cái này không xa, rất nhanh liền có thể đến các ngươi là khảo hạch người mới, sở dĩ các ngươi hết thảy hành động chúng ta không can thiệp, tiến vào cước dương bộ lạc về sau, sống chết của các ngươi chúng ta cũng sẽ không quản, mặt khác không phải tranh đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Vâng, đại nhân, Giang giật chắp tay đáp ứng, lôi kéo hắc thần ngay tại trong góc ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu đội trưởng tiến vào trước khoang thuyền. Những cái kia diệt ma các chiến tướng cũng không để ý giang giật, riêng phần mình tập hợp một chỗ, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hoặc là nghỉ ngơi tu luyện. Hắc hắc, hai cái này người mới thế mà theo chúng ta đi cước dương bộ lạc nghe nói còn là giáp đẳng khảo hạch hai người này là điên rồi phải không nếu không chúng ta tới đánh cực một keo hai cái này người mới có thể còn sống trở về không ta làm nhà cái tốt ta cực hai người này chết tại cước dương bộ lạc ta hạ thập thần nguyên ta cực bọn hắn cũng chết ở nơi đó ta cũng hạ thập thần nguyên triệu thiết trụ người đây là đưa thần nguyên cho chúng ta a à, ta hạ thập thần nguyên hẳn phải chết hẳn phải chết thập thần nguyên từng đạo nhỏ giọng tiếng nghị luận truyền đến hắc thần không có thần thể nghe không được, giang giật thính lực coi như không tệ, hắn khẽ cho mày. Đặt cược mười mấy người, thế mà đồng phục cược bọn hắn chết hắn âm thầm có chút bận tâm, vạn nhất bọn hắn không chết, đám này đặt cược diệt ma chiến tướng có thể hay không lặng lẽ giết chết bọn hắn a à. Bên kia khai cửa triệu thiết trụ cũng có chút lo lắng bất an, quét giang giật một chút, cắn răng nói, các người đặt cược ta tiếp, bất quá ta có thể nói rõ, nhất định phải là hai cái chết, tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy sinh mệnh lực, lại có thể phi thăng, khẳng định có có chút tài năng, ta tự cùng các ngươi đánh cược một lần. Hắc hắc, ngươi liền đợi đến bồi thần nguyên đi, hơn 100 thần nguyên, triệu thiết trụ, người một tháng này nhiệm vụ có thể muốn làm không công. Thua cũng không có việc gì, thiết trụ A, à, ta thắng mời người chơi gái, phía nam nhà kia phượng hoàng các, tới mười mấy cái mới cô nương, đều rất trẻ trung sinh đẹp nha. Hắc hắc, hôm qua ta đi, cái kia số 3 đặc biệt đủ vị, kia thân eo xoay phải cùng xà đồng dạng. Rất nhiều người cười ha hả, lời nói tiếp theo đều là đồng phục lời nói thô tục, bất quá nghe khẩu khí đám người này cũng không phải rất xấu. Giang giật có chút giải sầu, nhắm mắt tu luyện, tranh thủ thêm tu luyện một phần thực lực, đi cước dương bộ lạc thêm một phần sống sót cơ hội. Cước dương bộ lạc hoàn toàn chính xác không xa, vẻn vẹn đi qua hạ giới 5-6 ngày thời gian, tử dương vẫn chưa hoàn toàn thăng thiên, thần châu tựu ngừng lại. Triệu thiết trụ đi tới, tại giang giật vỗ vỗ lên bả vai nói, đến chỗ rồi, tiểu tử, lần này không chịu thua kém điểm, khác đừng xúc động. Đi theo chúng ta đằng sau, hoàn thành nhiệm vụ tự rút về thần châu, hiểu không? Đa tạ đại nhân đề điểm, mặc dù Giang giật biết rõ cái này triệu thiết trụ là sợ chính mình chết rồi, hơn 100 thần nguyên đổ xuống sông xuống biển, vẫn là cảm kích đứng lên chắp tay nói. Trước khoang thuyền tiểu đội trưởng cũng ra, vung tay lên nói, quy củ cũ, tiểu cửu lưu lại tiếp ứng, những người còn lại xuất chiến. Toàn bộ người đằng đằng sát khí đứng lên, lần lượt hướng ra phía ngoài bay đi, tiểu đội trưởng cái cuối cùng đi tới, nhìn thoáng qua Giang giật cùng hắc thần nói, các người đi theo chúng ta đằng sau, nhiệm vụ hoàn thành có thể rút về thần châu, giống như không hoàn thành không thể tiến vào thần châu. Đương nhiên, các người có thể từ bỏ nhiệm vụ, bất quá về sau tự không có cơ hội gia nhập diệt ma các. Hưu, tiểu đội trưởng cũng bay xuống, Giang giật xuyên thấu qua đại môn nhìn thoáng qua bên ngoài, trợn trắng mắt, phía dưới là một tòa đại sơn, căn bản không có đường, bọn hắn không biết phi hành, làm sao có thể đuổi theo kịp mọi người. Hắc thần, vào trong thân thể của ta tới. Giang giật quát khẽ một tiếng, hắc thần mặc dù có chút trần chờ nhưng hóa thành một cái bóng mở tiến vào giang giật trong thân thể, cuối cùng biến thành một đầu hắc long văn tại hắn trong tay trái hiển hiện. Giang giật thân thể theo trong cửa lớn nổ bắn ra mà xuống, rơi vào trong núi, sau đó ngựa không ngừng nghỉ lập tức bắn lên, như một cái viên hầu nhảy vào tiến lên. Đáng tiếc đám kia diệt ma chiến tướng tốc độ quá nhanh, Giang giật đuổi một hồi tựu đã mất đi mọi người thân ảnh, hắn chỉ có thể nhận định một cái phương hướng không ngừng buôn tẩu. Trọn vẹn bôn tàu nửa canh giờ, phía trước tầm mắt rốt cục mở rộng, ẩn ẩn nhìn thấy một cái bình nguyên, mà lại phía trước cũng ẩn ẩn truyền đến chiến đấu tiếng oanh minh, giang giật tinh thần chấn động, vội vàng giảm bớt tốc độ, một bên tiến lên một bên xuyên thấu qua núi đá rừng cây quan sát tình huống. dầm 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 càng đến gần tiếng oanh minh càng lớn, giang giật cũng rốt cuộc tìm được cước dương bộ lạc. Bộ lạc tự xây dựa lưng vào núi, đồng phục đều là thạch bảo, ít nhất có ngàn tòa, giờ phút này thạch bảo nội nhân cũng không nhiều, thậm chí Giang giật không nhìn thấy một cái người già trẻ em, hẳn là trước thời gian bị tin tức rời đi. Bên trong có rất nhiều võ giả, tất cả đều là thiên thần cấp bậc, có mười mấy người bay ở giữa không chung, hẳn là đạt tới thần tướng cấp bậc. Bất quá diệt ma tiểu đội bên này thần tướng cấp bậc đạt đến mười mấy cái, chiến đấu thành nghiêng về một bên, Giang giật cũng kiến thức thần tướng cấp bậc võ giả chiến lực. Kia mười mấy cái diệt ma chiến tướng tiện tay phóng xuất ra một kích công kích, đều có thể chém giết mấy chục tên thiên thần võ giả. Cái kia tiểu đội trưởng mạnh hơn, một người đối chiến cước dương bộ lạc bảy tám tên thần tướng lại thành thạo điêu luyện tốc độ nhanh đến dọa người mấy cái trong chớp mắt chém giết hai người quả nhiên là bị minh giới khống chế trên người có nhàn nhạt thi khí giang giật đôi mắt lạnh lẽo cước dương bộ lạc võ giả thời điểm chiến đấu thân thể đều toát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức khí tức kia thình lình liền là hình ma trên người thi khí bất luận phải trang bị khống chế ít nhất bọn hắn tu luyện minh giới công pháp ô ô ô một đạo kèn lệnh vang lên trong bộ lạc mấy trăm thiên thần võ giả lập tức hóa thành chim thú hình dáng chạy trốn tứ phía hiển nhiên biết không phải là diệt ma tiểu đội đối thủ chuẩn bị bốn phía phân tán đảo mệnh ngóa giang giật vừa mới thăm dò rõ ràng tình huống đang chuẩn bị vụng trộm ẩn núp đi vào thân thể đột nhiên run lên bởi vì đại bộ phận chạy trốn võ giả đều hướng đại sơn phương diện thoát đi hắn cái phương hướng này ít nhất có 70, 80 người chạy như bay đến trốn giang giật phi thường có tự mình hiểu lấy hắn không phải đánh không chết tiểu cường nhiều như vậy thiên thần, bằng vào hắn chút thực lực ấy, một khi bị vây kín chỉ có một con đường chết. chương 1296, trận đầu báo cáo thắng lợi. Hưu, Giang giật nhanh chóng hồi trở lại trốn, cũng không dám ẩn tàng thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ nhảy vọt bôn tẩu, đồng thời hắn bỏ đi màu đen chiến giáp. Chiến giáp này thế nhưng là cùng diệt ma chiến tướng chiến giáp một màn đồng dạng, chỉ là thiếu một cái huyết lang đầu huy chương thôi, bị những cái kia bộ lạc võ giả thấy được, nhất định sẽ bắt hắn xuất khí. Đúng rồi, bên kia có cái hồ. Hắn đôi mắt nhất chuyển nhớ tới bên trái đằng trước ở ngoài ngàn dặm có cái hồ nhỏ, vội vàng đoạt mệnh lao nhanh. Tốc độ của hắn cũng tạm được, chạy trốn rất quả quyết, ngàn dặm khoảng cách chỉ là thời gian một nén nhang đã đến, hắn như một đầu tiễn ngư bắn vào trong hồ, nhanh chóng hướng đáy hồ bơi đi. Cức dương bộ lạc người hoàng tại đào mệnh, chắc chắn sẽ không tại phụ cận dừng lại, nếu bị diệt ma chiến tướng đuổi kịp chỉ có một con đường chết, hắn tại đáy hồ ẩn núp hẳn là rất an toàn bên kia có cái dưới nước sơn động, hồ có ngàn trượng sâu, hắn đến đáy hồ sau thế mà thấy được một cái hang đá, vội vàng vọt vào đi. Đáng tiếc thạch động này rất nhạt, chỉ có mấy trượng sâu, giang giật cũng không dám động, dán tại trong thạch động ngừng thở, thu liếm khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Ừ, gần nửa nén hương về sau, nước hồ thế mà có chút sóng gió nổi lên, mà lại ba động còn không chỉ một chỗ, lại có ba bốn địa phương ba động. Giang giật thông qua gợn nước ba động đổ cong phát hiện có bốn người, hoặc là bốn cái quái thú chính hướng chính mình tới gần. Hồ nhỏ như vậy, ba động từ phía trên truyền đến, hẳn không phải là quái thú. Thời gian trôi qua gần nửa nén hương, rất có thể là những cái kia chạy chối chết cước dương tộc nhân, cũng giống như hắn ý nghĩ, muốn tìm địa phương ẩn núp, trễ chút lại trốn. Bốn cái, giang giật trong mắt hàn quang lấp lánh, nếu như là một hai người, cái này còn tốt đủ, bốn cái tự vô cùng phiền phức. Nhưng bất luận như thế nào, địch nhân tìm tới cửa, kia chỉ có tử chiến hắn cũng không có lấy ra hỏa long kiếm, cũng không có phóng thích bất kỳ khí thức gì, hắn nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, sau đó lặng yên ngưng tụ cương phong chi nhận, cương phong chi nhận không phải thiên lực, cũng sẽ không có khí thức, địch nhân không thể nhận ra cảm giác. Quả nhiên, thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn có thể tinh tường cảm ứng được tình huống xung quanh, cũng có thể cảm ứng được bốn thân ảnh một trước một sau hướng cái này hang đá vào tới, hiển nhiên cũng nghĩ ở bên trong tránh một chút. Trăm trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng, giết, Giang giật thiên lực tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, hỏa long kiếm hiển hiện, đồ thần trảm ngưng tụ mà ra. Người đầu tiên vừa mới xông trong thạch động vọt vào, lại lập tức xúc động cương phong chi nhận, thân thể bị cắt đứt xuất ra đạo đạo vết máu, sau đó nhìn thấy ba đầu hỏa long gào thét mà đến, lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Oanh, cái này hang đá thoáng cái nổ tung, đầy trời đá vụn băng liệt, bốn phía nước biển lăn lột, một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, đem cái kia vừa mới nghĩ chạy trốn võ giả khóa chặt, ba đầu hỏa long hung hăng va chạm mà đi. Thổi phồng, cái này nhân thân con trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ thành huyết vụ, chỉ để lại một cái sáng lấp lánh thần hạch trong hồ trôi nổi, giang giật đôi mắt sáng lên, người này không có phòng ngự thần khí, nếu không đổ thần chảm là không thể nào đánh giết hắn. Ông, giang giật bên ngoài cơ thể huyền thần khải hiển hiện, thiên đế thuẫn cũng xuất hiện, thân thể nổ bắn ra mà ra, lần nữa bắt đầu ngưng tụ đồ thần trảm ba kiện thần khí còn có một cái thượng phẩm thần khí. Phía sau ba người lúc đầu bị giật nảy mình, nhưng nhìn thấy thần khí sau đều đôi mắt sáng lên, trong mắt ba người hiện lên một đạo ngoan sắc, điên cuồng hướng giang giật vọt tới. Ba người trong tay đều xuất hiện một cây màu đen làm bằng gỗ trường thương, xem khí tức cũng không phải là thần khí, ba người đột nhiên hướng giang giật đâm xuống, ba đạo hắc quang bắn nhanh mà tới. Cương phong chi nhận, vẫn tinh sát trận, giang giật khống chế thiên đế thuẫn ngăn tại phía trước, 10 chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ từng cái màu vàng đất vẫn thạch, những cái kia vẫn thạch ngưng tụ mà ra về sau, hắn không chế hướng bốn phương tám hướng bay đi, cũng không có công kích ba người kia, cương phong chi nhận đến, đáng tiếc công kích quá yếu, chỉ có thể để ba người lưu lại mấy đạo vết máu. Dầm dầm dầm, một cỗ cự lực đập vào thiên đế thuẫn phía trên, thiên đế thuẫn bị hung hăng đập bay ra ngoài, liên đối giang giật cũng bị đập bay ra ngoài, một cỗ năng lượng màu đen xuyên thấu qua huyền đế khải tiến vào giang giật trong thân thể, sau đó nhanh chóng hướng linh hồn hắn bên trong tuôn ra. Thi khí hừ, Giang giật cảm ứng một phen, nửa điểm không kinh hoàng, hắn trước không sợ nhất liền là công kích linh hồn. Hắn khám phá vô danh công pháp một cái diệu dụng, những cái kia chữ tiểu triện ký tự có được trí cương trí dương lực lượng, đối với công kích linh hồn có được rất mạnh lực phòng ngự. Đúng rồi, đầu óc hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một kế, hắn thân thể bị trùng điệp nện vào đáy hổ đống đá vụn bên trong, hắn trong miệng còn bước ra một ngụm máu tươi, thân thể thiên lực ngừng vận chuyển cũng không đi quản những cái kia ngay tại xâm nhập chính mình linh hồn thi khí, mặc cho thi khí ăn mòn linh hồn của mình, làm cho đối phương cho là mình bị thi khí ăn mòn, bị khống chế dáng vẻ. Ha ha ha, thằng ngu này, có được một thân thần khí, thực lực lại yếu đến đáng thương, thanh kiếm này là của ta. Một người cười ha hả, nhanh chóng hướng giang giật phóng tới, một người khác lại hướng thiên đế thuẫn bay đi, còn có một người thì tiếp tục khống chế thi khí ăn mòn giang giật linh hồn. Suy suy, vào tới thiên thần vẫn chưa yên tâm, lại đánh ra một đạo thi khí, xuyên thấu qua giang giật huyền thần khải tràn vào linh hồn bên trong, lúc này mới một tay hướng giang giật trong tay hỏa long kiếm nhanh chóng chụp tới. Ông, giang giật linh hồn bên trong hắc quang đại thịnh, một cái chữ tiểu triển ký tự bay ra, những cái kia thi khí trong nháy mắt bị tỉnh hóa kiểu làm sạch, giang giật trong tay hỏa long kiếm cũng phát sáng lên, đồ thần chảm phóng thích đột nhiên hướng lên trên mới đánh xuống. Không tốt, trung kế, người kia vẻn vẹn rời đi giang giật mấy chục trượng lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong tay trường thương màu đen đột nhiên đâm xuống đồng thời thân thể hướng về sau mặt lui nhanh bành cái này nhân thân bên trên cũng không có thần khí đồ thần chẳng có thể lợi dụng thiên địa chi lực chấn áp địch nhân để tốc độ của hắn bỗng nhiên dần dần nhẹ nhõm bị ba đầu hỏa long đuổi kịp thân thể nổ thành mảnh vỡ bất quá giang giật lần này không dễ chịu bị hắc quang đánh trúng ngực một cỗ cự lực truyền lại vào đây một ngụm máu tươi ép không được phun ra trốn còn lại hai người tỉnh ngộ lại giang giật trên người có phòng ngự thần khí còn không sợ công kích linh hồn, lực công kích cũng hung tàn, bằng vào bọn hắn căn bản không phải đối thủ, dám ở lại tuyệt đối sẽ bị giết chết. Còn có thể trốn vẫn thạch sát trận, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, những cái kia lặng yên bay ra ngoài vẫn thạch, từ đằng xa gào thét mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phương tám hướng đều là, liên tục không ngừng hướng hai người đập tới. Phanh phanh phanh, hai người bỗng chốc bị 10 cái vẫn thạch đập chúng, bị nện đến tiên huyết chảy dọc, bất quá thân thể đều rất cường đại, ngược lại là không có bị tươi sống đập chết. Giang giật thân thể nhanh chóng lao tới, trong tay bắn ra mấy vạn đạo hỏa long, đem hai người nổ máu thịt be bé bét. Đại nhân, tha mạng A, nhìn thấy giang giật hỏa long kiếm lại phát sáng lên, hai người tuyệt vọng kêu to lên, giang giật đôi mắt băng lãnh như thiết, lạnh giọng nói, đầu nhập vào minh giới người, chết. Suy suy, giang giật liên tục bổ ra mấy chục kiếm, đem hai người triệt để nổ thành huyết vụ. Không bằng hắn nhìn qua chậm hồ thịt nát lại ngu xuẩn, nhiệm vụ lần này giống như nhất định phải mang 10 người đầu trở về đầu này đều không được đầy đủ, bốn người này không phải giết phí công. Đúng rồi, cái này hắc thương hẳn là có thể làm chứng, còn có bốn cái thần hạch, cái này thần hạch cứng vãi, thế mà nổ không toái. Giang giật nhìn thấy kia bốn cái hắc thương bảo tồn hoàn hảo, bốn người thần hạch cũng hoàn hảo, vội vàng nấp đi qua thu thập lại. Sau trận chiến này hắn lòng tự tin cũng tăng trưởng rất nhiều, tựa hồ cái này vài thiên thần cũng không tính quá mạnh lực công kích mặc dù cũng tạm được, nhưng bằng mượn thiên đế thuẫn cùng huyền thần khải vẫn có thể đứng vững. Đi, Giang giật triệu hồi thiên đế thuấn đem huyền thần khải ẩn vào trong thân thể, lặng yên hướng mặt hồ kín đáo đi tới, chuẩn bị lại săn giết sáu cái cước dương võ giả, thuận lợi thông qua khảo hạch. chương 1297, Tao Ngộ Hốn Độn Thú Cái này vẫn tinh sát trận, giống như vận hành càng lâu, uy lực càng lớn. Giang giật một bên tiềm hành, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến vừa rồi vẫn tinh sát trận cái này trung cực đạo văn hắn vừa mới cảm mộ không bao lâu chỉ thả ra qua một lần đây là lần thứ hai phóng thích cảm giác uy lực không coi là quá lớn suy nghĩ một phen mới tính minh bạch vẫn tinh sát trận vận hành càng nhanh uy lực hội càng lớn bởi vì cái này vẫn thạch là càng bay tốc độ càng nhanh lẫn nhau ở giữa dẫn dắt để tốc độ đạt tới cực hạn giống như vẻn vẹn vừa mới phóng thích uy lực cũng không lớn vừa rồi mười mấy cái vẫn thạch liền hai cái thiên thần đều thẻ không chết nhớ năm đó giang giật có thiên đế thuẫn cùng huyền thần khải đều kém chút bị tươi sống đập chết, có thể thấy được cái này vẫn tinh sát trận cường đại. Vẫn tinh sát trận, Giang giật thân thể theo trên hồ bắn ra, sau đó liên tục không ngừng ngưng tụ vẫn thạch, lần này vẫn thạch ngưng tụ đều rất lớn, hắn khống chế vẫn thạch vây quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó tiếp tục ngưng tụ vẫn thạch, chờ ngưng tụ hơn 300 mai, hắn không dám ngưng tụ. Lại nhiều hắn tự không khống chế được, đến lúc đó vừa loạn, vẫn thạch sát trận liền sẽ hủy đi. Hô hô, vẫn thạch vây quanh thân thể của hắn phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, lẫn nhau xoay tròn quỹ tích bay cũng không giống nhau, căn bản sẽ không chạm vào nhau, vẫn thạch tốc độ quả nhiên càng bay càng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại từng cái ảnh tử. Đáng tiếc cần 10 hơi thời gian, địch nhân căn bản không có khả năng cho ta 10 hơi thời gian a. Giang giật âm thầm cảm thấy đáng tiếc, vẫn tinh sát trận đến 10 hơi thời gian sau uy lực sẽ tăng nhiều, nếu như là vừa rồi loại kia cấp bậc thiên thần, coi như đến mười mấy cái hắn cũng không sợ, nhưng hắn vẫn tinh sát trận xúc thế cần 10 hơi, địch nhân sẽ không ngu ngốc như vậy đứng đấy cho hắn mười hơi thời gian, càng sẽ không đần độn sông trận. Vù vù, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, chín thân ảnh gào thét mà đến, nhìn thấy giang giật bên này thanh thế hùng vĩ, toàn bộ bước chân dừng lại, sau đó phân biệt hướng hai bên bỏ chạy. Cức xương tộc nhân, truy, giang giật khóa chặt bên trái năm người tốc độ cao nhất chạy vội, hắn không cách nào khống chế vẫn thạch, những cái kia vẫn thạch nhau nhau đập xuống trong núi. Hắn thân thể bắn tới, trên người thiên lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ thế mà so cước dương tộc nhân nhanh lên mấy phần, chậm rãi khoảng cách bên trái năm người càng ngày càng gần, nguyễn kiếm trong tay của hắn xuất hiện, như như độc xà múa, từng đạo quỷ dị thanh âm truyền ra. Ừ, năm người kia sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái, tốc độ giảm bớt một tia. Thần âm thiên kỹ đối bọn hắn có một ít ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng rất yếu, giang giật đôi mắt sáng như tinh thần, không nghĩ tới linh hồn sau khi tăng lên, thần âm thiên kỹ đối với thượng giới người còn có một số ảnh hưởng, về sau có thể nghĩ biện pháp đem thần âm thiên kỹ uy lực tăng lên, vậy tuyệt đối có được rất lớn lực sát thương. Vẫn thạch sát trận, hắn ngưng tụ hơn 10 mai vẫn thạch, không dám ngưng tụ nhiều lắm, hắn giờ phút này như thế nhanh chóng chạy vội, địa thế bất bình, rất dễ dàng dẫn đến sát trận sụp đổ. Hắn một bên tiếp tục phóng thích thần âm thiên ký ảnh hưởng những người kia tốc độ, một bên để mười mấy mai vẫn thạch vây quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn. Đi, khoảng cách ngàn trượng về sau, Giang giật khống chế 10 cái vẫn thạch dùng tốc độ khủng khiếp hướng 5 người bay đi, chỉ là một cái chắc mắt thời gian vẫn thạch tự đuổi kịp mọi người, 5 người toàn bộ bị đập bay ra ngoài, một người đầu đều bị nện phá, tiên huyết chảy dọc. Giết, 5 người kia biết rõ chạy không được, nhào nhào từ dưới đất nổ bắn ra mà lên, trong tay cũng xuất hiện 5 cái mộc thương súng hướng giang giật phóng tới. Giang giật không có công kích, thiên đế thuẫn tại phía trước hiển hiện, từ từ biến lớn, đem hắn toàn thân bao phủ đi vào, sau đó hắn không ngừng ngưng tụ vẫn thạch khống chế vẫn thạch vây quanh thân thể bay múa hiu năm người kia lao đến nhưng giang dật nhưng không có khống chế vẫn thạch công kích mà là tiếp tục vây quanh thân thể tại bốn phía bay múa ngắn như vậy thời điểm hắn ngưng kết mấy chục mai vẫn thạch cảm giác được chỗ đều là bay múa cự thạch năm người kia cũng bị vẫn thạch bao vây đi vào đem những ngày thạch đầu đánh nát nếu không chúng ta cũng sẽ bị tươi sống đập chết một người trung niên quát lớn năm người nhao nhao hướng thạch đầu công kích mà đi năm người công kích cũng rất hung tàn mỗi lần công kích tất có một cái vẫn thạch bạo liệt nhưng bọn hắn quên một chuyện giang giật tiện tay liền có thể ngưng tụ vẫn thạch mỗi một hơi thở thời gian liền có thể ngưng tụ mấy chục mai bọn hắn công kích mấy lần đi sau hiện vẫn thạch ngược lại càng ngày càng nhiều tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh khác đừng công kích hòn đá giết hắn nếu không chúng ta đều phải chết trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hướng giang giật phóng đi một đường đem vẫn thạch đánh nát trong tay một thương súng sáng lên một đạo hắc quang khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, giống như là một đầu lâm vào tuyệt cảnh biên lang. Ha ha ha, nghĩ liều mạng đã muộn, sang giật cười ha hả khống chế những cái kia vẫn thạch như lưu tinh vũ hướng năm người liên tục không ngừng vò tới, năm người liều mạng công kích vẫn thạch, nhưng vẫn thạch quá nhiều quá nhanh, rất nhiều đều đập vào trên người bọn họ, năm người đều bị đập bay ra ngoài, cái kia đầu vỡ tan, triệt để bị nện choáng. Hưu, sang giật xuất thủ, đồ thần chảm phóng thích, đối trung niên nhân kia hung hăng đập tới người này mặc trường bào màu lam cũng không có thần khí chiến giáp hiển hiện bị đồ thần chảm khóa chặt chỉ có thể ngạnh kháng lần này thân thể không có bị nổ chia năm xẻ bảy bất quá toàn thân đều máu thịt be bét triệt để bị đả thương nặng sau đó sự tình liền dễ làm giang giật từng cái chém giết góp nhặt năm mai đầu người còn có năm cây mộc thương súng cùng năm mai thần hạch cửu cái còn kém một cái giang giật mặt mũi tràn đầy hưng phấn lần khảo hạch này trước nay chưa từng có thuận lợi chỉ cần lại giết một người khảo hạch coi như qua hắn tại nguyên chỗ đợi một hồi nhưng không thấy có người trốn đến tất cả mọi người hẳn là đều hướng thâm sơn bỏ chạy hắn dừng một chút nhanh chóng hướng một cái hướng khác đuổi theo vừa rồi trốn bốn người giống như thuận lợi hẳn là truy sát nửa canh giờ là có thể đuổi kịp nhưng mà sang giật một đường hướng bên kia điên cuồng đuổi theo dòng giã đuổi một canh giờ chỉ một người không nhìn thấy mà lại hắn phát hiện chính mình thế mà lạc đường căn bản phán đoán không ra phương hướng cảm giác nguy rồi diệt ma các người đợi thời gian dài như vậy, vạn nhất cho là ta chết rồi, không đợi ta về trước thần ưng thành, vậy ta không phải cần nhờ chính mình đi trở về đi. Thần châu như thế nhanh như vậy, nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Hắn nếu là đi đường trở về, không nói trên đường phải chăng an toàn, coi như an toàn cũng muốn đi mấy tháng A. Ở chỗ này hắn không thể phi hành, bốn phía đều là quần sơn bao la, thần thức cũng vô pháp dò xét, giang giật nhất thời cũng không biết phương hướng. Tử Nhật theo phía đông dâng lên, Vậy cái này bên cạnh hẳn là phía nam, cước dương bộ lạc giống như tại phía nam, ta lúc ấy là về phía tây phía bắc bôn tẩu, kia trở về hẳn là hướng bên này đi. Giang giật đại khái đoán thoáng cái phương hướng, không dám tiếp tục đuổi hướng phía nam chạy đi. Thế nhưng là đi dòng dã hai canh giờ, hắn vẫn không có đi ra đại sơn, càng không có tìm tới cước dương bộ lạc. Ngao, ngay tại hắn ngơ ngác đứng tại một cái đỉnh núi lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên bảo tiếng giống, thanh âm kia chấn động đến giang giật linh hồn run lên, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hô lên, hỗn độn thú, nguy rồi. Coi như cấp thấp nhất hồng hoang cấp hỗn độn thú, đây chính là diệt ma chiến tướng đều đánh giết không được tồn tại, giang giật chút thực lực ấy tao ngộ hẳn phải chết. chương 1298, trước lang sau hổ. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, sinh tử tồn vong thời khắc, giang giật ánh mắt như đao, bốn phía liếc nhìn tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng. Rất nhanh trong mắt của hắn sáng lên, như một đầu mãnh hổ hướng bên trái khe suối phóng đi, bên kia có một dòng sông nhỏ. Đầu này Tiểu Hà đột nhiên biến mất tại một tòa núi nhỏ dưới, nói rõ bên trong ngọn núi nhỏ có sông ngầm, nếu như hắn có thể theo sông ngầm sông vào lòng đất, lòng đất sông ngầm rất nhỏ lời nói, hắn tự còn có một chút hy vọng sống. Hưu, hắn vẻn vẹn hao tốn hai hơi thời gian liền vào tới trong sông, trực tiếp xuất vào trong sông, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ theo Tiểu Hà hướng bên trong ngọn núi nhỏ phóng đi. Ngao, hỗn độn thú chấn thiên tiếng giống vang lên, tựa như nổ vang trong đầu, chấn động đến giang giật khí huyết quay cuồng. Giang giật không cần nhìn đều biết hỗn độn thú đã tới gần, cái này hỗn độn thú nghe nói là thiên địa dựng dục mà ra, trong thân thể tự nhiên có được tự nhiên thiên địa pháp tắc, có thể phóng thích các loại pháp tắc thần thông. Giang giật nội tâm âm thầm cầu nguyện hy vọng cái này hỗn độn thú có pháp tắc thần thông không nên quá mạnh, nếu không liền phiền toái. Hô hô, để giang giật vừa mừng vừa sợ sự tình phát sinh hỗn độn thú tới gần ngàn trượt, sau đó thế mà phun ra một cái màu đỏ thấm hỏa cầu, hỏa cầu kia vừa ra bốn phía không gian lập tức cực nóng vô cùng, phía dưới trong dãy núi hoa cỏ cây cối toàn bộ cháy thành cho tàn. giang giật chỗ tiểu hà hà nước từng mảnh từng mảnh bốc hơi, đầy trời sương trắng cuồn cuộn mà lên. hỏa giang giật chưa từng e ngại, vấn đề đây là thượng giới hỏa diễm, hỏa linh châu có thể chịu nổi sao giang giật không biết, hắn chỉ có liều mạng ở trong nước du hành, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại hỏa linh châu. kia như đầu châu lớn hỏa cầu bắn vào trong nước, giang giật sau lưng 10 triệu nước sông trong nháy mắt bị bốc hơi vốn là một dòng sông nhỏ lại trở thành một đầu khô cạn đường sông giang giật bắt đầu ở du hành biến thành chạy ha ha không có việc gì hỏa linh châu tức thời tràn vào một đạo năng lượng giang giật thân thể ngoại hình thành một cái trong suốt phòng bảo hộ để giang giật cuồng hỉ không thôi chính là hỏa cầu kia gào thét mà đến căn bản là không có cách tổn thương hắn một phân một hào ngược lại bị hỏa linh châu đã hấp thu không ít hỏa diễm mẹ đàn tốc độ thật nhanh giang giật nội tâm cuồng hỉ vừa mới dâng lên dư quang nhìn thấy cái kia như bạch ngọc sư tử còn có hai cánh hỗn độn thú đã hóa thành một đạo bóng trắng bay tới vội vàng dồn hết sức lực chạy như điên trở tay dùng hỏa long kiếm bắn ra một cái đồ thần chảm suy suy cái này đồ thần chảm tại thượng giới phóng thích thanh thế cũng không lớn bầu trời đều không có thần lôi đánh xuống bốn phía cũng không có phong vân ngúa, chỉ là bốn phía thiên địa linh khí hướng hỏa long kiếm hội tụ mà đi không gian có chút ba động mà thôi bất quá đồ thần chảm vẫn như cũ có thể khiên động bốn phía thiên địa chi lực chấn áp địch nhân kia hỗn độn thú tốc độ rõ ràng trì trệ, ba đầu hỏa long nổ tại trên người của nó, để hỗn độn thú thân thể lui về sau mấy trượt, trên đầu lông bầm rơi xuống một chút, lại không có để lại một vết thương, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Điểm ấy thời gian giang giật đã vọt vào mạch nước ngầm bên trong, hai tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ vẫn thạch, bất quá bởi vì mạch nước ngầm rất là nhỏ hẹp, hắn chỉ có thể ngưng tụ tiểu thạch đầu, còn vẻn vẹn ngưng tụ hơn 10 khỏa. Mạch nước ngầm nội hà nước bởi vì đằng sau nước sông bị bốc hơi, ít đi rất nhiều, Giang giật ở trong nước lao nhanh, ánh mắt một mực khóa chặt đằng sau. Hô hô, lại là một viên màu đỏ sậm hỏa cầu bay tới. Vốn là không nhiều nước sông, lại trong nháy mắt bốc hơi, bạch khí tràn ngập, để Giang giật triệt để thấy không rõ đường. Hắn phía sau lưng bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể hướng phía trước bay đi. Bất quá hỏa cầu toàn bộ bị hỏa linh châu hấp thu, hắn cũng không nhận được nửa điểm đốt bị thương, chỉ là có chút lòng buồn bực. Ngao ngao, hỗn độn thú đuổi sát mà đến, nó thân thể đạt tới dài ba trượng cao hơn một trường, cái này dưới đất sông rõ ràng không đủ cao. Bất quá nó một đôi lợi chảo vung vẩy, nhẹ nhõm đem mạch nước ngầm bùn đất xoắn đến vỡ nát, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Vẫn thạch, đi, Giang giật một bên lao nhanh, một bên khống chế vẫn thạch công kích hỗn độn thú, giảm bớt tốc độ của nó. Đồng thời hắn hỏa long kiếm sáng lên trùng thiên quang mang, ba đầu hỏa long hung hăng nện ở hỗn độn thú trên thân, để nó thân thể lại lui ra phía sau mấy trường. Ta có thể sống sót. Giang giật đôi mắt sáng lên. Cái này hỗn độn thú tốc độ nhanh hơn hắn mấy lần, nhưng hắn dưới đất trong sông Bôn Tẩu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này hỗn độn thú lại phải dùng lưỡi dao xoắn nát đất đá tiến lên, tốc độ tự nhiên có một ít ảnh hưởng. Hắn lại phóng thích vẫn thạch sát trận, còn có đồ thần chảm công kích, giảm bớt hỗn độn thú tốc độ, song phương tốc độ còn kém không nhiều đã ngang hàng. Hỗn độn thú nhất cường đại pháp tác công kích đối với hắn không có hiệu quả, đây chính là hắn sống tiếp tiền vốn, nếu không 10 cái giang giật đều đã chết. Sinh tồn hy vọng, để toàn thân hắn đều tràn đầy động lực, hắn một bên bằng nhanh nhất tốc độ theo mạch nước ngầm chạy đi, một bên không ngừng ngưng tụ vẫn thạch, cách mỗi hai hơi thời gian lại ngưng tụ đồ thần chạm, gần như mỗi thời mỗi khác đều có công kích nện ở hỗn độn thú trên thân, để nó tốc độ giảm bớt. Ngao ngao ngao, hỗn độn thú một đôi to lớn con người tại đen nhánh mạch nước ngầm bên trong lập lè tỏa sáng, bên trong đều là vô tận nổi giận cùng sát ý. Nó thỉnh thoảng há mồm phun ra màu đỏ sậm hỏa cầu, nhưng căn bản không cách nào tổn thương giang giật mảy may. Giang giật công kích mặc dù không thể để cho nó thụ thương, lại có thể thật to ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Hỗn độn thú tựa như một cái cự sư, đang đuổi từng cái chỉ thỏ tử, vốn có thể nhẹ nhõm bóp chết, nhưng cái này thỏ tử vọt vào lùm cây, để nó không thể nào ngoạm ăn. Truy đuổi chiến bắt đầu, để giang giật phi thường buồn bực là, cái này hỗn độn thú tựa hồ đầu óc thật khó dùng, rõ ràng đuổi không kịp lại kiên nhẫn, dòng dã đuổi nửa canh giờ, mặc dù một mực duy trì trăm trượng khoảng cách, nhưng một mực theo sát phía sau. Nếu là phía trước mạch nước ngầm biến thành minh sông, ta sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên. Giang giật âm thầm lo lắng, trừ phi đầu này mạch nước ngầm vĩnh viễn dưới đất, một khi chảy ra bên ngoài hắn tự nguy hiểm. Đất này sát giới đất đá hắn thử qua, sau so thiên tinh giới cứng rắn không ít, hắn mặc dù có thể phá vỡ, nhưng tốc độ khẳng định bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không có mạch nước ngầm, hắn muốn từ dưới mặt đất khai quật thông đạo đi về phía trước, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may cái này dưới đất sông uốn lượn lưu truyền một mực tại hướng phía dưới chảy tới trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không toát ra bên ngoài đi giang giật không còn cách nào khác chỉ có thể cắn giang lao nhanh hô hô hỗn độn thú còn tại phun ra hỏa cầu giang giật hỏa linh châu bên trong đều tràn đầy gần nửa hắn đương nhiên sẽ không đần độn dùng hỏa cầu này đi công kích hỗn độn thú kia là hỗn độn thú hỏa diễm căn bản sẽ không tổn thương nó a à, bôn tàu mấy vạn trưởng phía trước đường sông đột nhiên kịch liệt hướng phía dưới dọc theo mà lại càng ngày càng đột ngột đường sông cũng càng ngày càng rộng để giang giật lo lắng sự tình rốt cục phát sinh phía trước đường sông có biến huyễn nói không chừng sẽ xuất hiện một cái lòng đất ám hồ một khi hỗn độn hành vi man dợ động không có bị hạn chế đó chính là hắn tận thế muốn cái gì tới cái đó nửa nén hương về sau đường sông đã đạt tới trăm trượng rộng mặc dù độ cao vẫn như cũ chỉ có nửa trượng nhưng phía trước chuyển đến thác nước thanh âm nơi đó tuyệt đối là một cái dưới đất hồ ầm um, quả nhiên giang giật bôn tẩu ngàn trượng về sau thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới, nện vào một cái không nhìn thấy bờ dưới mặt đất trong hồ, phía trên cái kia hỗn độn thú theo sát phía sau mà đến, lóng lánh lục quang to lớn trong con người đều là băng lãnh cùng sát cơ. Ngao, đúng lúc này, một đạo trầm muộn tiếng giống theo lòng đất ám trong hồ truyền đến, tiếp lấy nước hồ lăn lột, một cái toàn thân đen nhánh, bên ngoài cơ thể lại lóng lánh lam quang cự thú theo đáy hồ nhanh chóng lao tới, giang giật nhìn lướt qua, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, lại là một cái hỗn độn thú chương 1299, quỷ dị hỏa diễm. Trước có lang, sau có hổ, Giang giật cũng không biết làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể trước tiên ngưng tụ tận khả năng thêm vẫn thạch, để những cái kia vẫn thạch quay chung quanh thân thể phi hành, đồng thời nhanh chóng hướng nơi xa bơi đi. Hô hô, đáng tiếc tốc độ của hắn đối với hỗn độn thú tới nói quá chậm quá chậm, đáy hồ cái kia hỗn độn thú chỉ là một hơi thời gian liền dựa vào đi qua, vỡ ra to lớn miệng rộng, há mồm phun ra một cái màu u lam khối không khí. Khí này đoàn nhìn giống như hỏa diễm, nhưng cũng không để cho nước hồ bốc hơi, ngược lại những nơi đi qua nước hồ từng mảnh thành băng, màu lam khối không khí tốc độ quá nhanh quá nhanh, trong nháy mắt đem giang giật bao phủ đi vào. Đây là vật gì? Giang giật con mắt trợn to, có chút xem không hiểu, bởi vì cái này hoàn toàn chính xác thật là hỏa diễm, rất nhiều đều bị hỏa linh châu hấp thu. Nhưng hỏa diễm làm sao có thể không có nhiệt độ cao ngược lại có thể làm cho nước hồ thành băng tâm hắn niệm yên lặng vào hỏa linh châu bên trong, phát hiện hai loại hỏa diễm phân biệt rõ ràng, còn có loại lẫn nhau bài xích cảm giác, không chịu tới gần. Oanh, đuổi theo cái kia hỗn độn thú nện vào trong hồ, nhấc lên một mảnh bọt nước, nó nhìn thấy trong hồ cái kia hỗn độn thú phun ra màu u lam khối không khí, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Cái này vẻ sợ hãi bị giang giật nhào bắt được, nội tâm của hắn hơi động một chút, không còn hướng nơi xa trốn như điên, mà là hướng hai cái hỗn độn thú ở giữa bơi đi. Cái này dưới đất ám hồ vô biên vô hạn, ai biết lớn bao nhiêu hắn tốc độ này căn bản chạy không khỏi hỗn độn thú truy sát dù sao đều là chết không bằng thử thời vận nhìn xem có thể hay không bốc lên hai cái hỗn độn thú chiến tranh chính mình tại trong khe hẹp cầu sinh giang giật lựa chọn là chính xác lúc đầu đáy hồ cái kia như hà mã màu đen hỗn độn thú nhanh chóng hướng giang giật tới gần phát hiện giang giật hướng một cái khác hỗn độn thú bơi đi về sau thân thể đột nhiên dừng lại kia to lớn đôi mắt cũng có chút kiêng kỵ nhìn qua xa xa hỗn độn thú cái này hai cái là hồng hoang cấp hỗn độn thú, gần như không có linh trí, nhưng lại có bản năng e ngại, tựa như thỏ tử nhìn thấy thiên địch diều hâu. Hai cái hỗn độn thú lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, ở giữa giang giật ngược lại bị bọn chúng không nhìn. Giang giật tốc độ cùng công kích đều yếu đến đáng thương, hai cái hỗn độn thú bản năng khinh thị hắn, chỉ cảm thấy là một cái nhỏ yếu đồ ăn thôi. Mà giang giật không trốn, tự đứng tại hai cái hỗn độn thú ở giữa, bọn chúng ngược lại không công kích giang giật, chỉ là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối diện hỗn độn thú, ngao, hai cái hỗn độn thú đồng thời quát to một tiếng, sau đó đều vỡ ra miệng rộng, một cái phun ra màu đỏ sậm hỏa diễm, một cái phun ra màu u lam khối không khí, giang giật ngay tại hai cái hỗn độn thú ở giữa, không thể tránh khỏi trở thành song phương công kích đối tượng. Giang giật toàn thân kéo căng, khẩn trương tới cực điểm, hai loại hỏa diễm hắn cũng không e ngại. Bất quá đứng tại hai cái cự thú ở giữa, bị bọn chúng cường đại uy áp bao phủ, cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, mà lại lúc nào cũng có thể bị đánh giết, hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, nội tâm đối với thực lực cường đại có bức thiết khát vọng. Phanh phanh, màu đỏ sậm hỏa diễm trước đánh chúng giang giật, lập tức kia làm u sắc khí đoàn theo sát phía sau mà tới. Một bên nước hồ bị bốc hơi là khí vụ, một bên nước hồ lại bị đông kết thành băng, giang giật bên người ngay từ đầu khí vụ đầy trời, nhưng tiếp lấy những cái kia khí vụ lại bị đông cứng thành sông băng, cả người hắn đều bị sông băng bao phủ đi vào, trở thành hóa thạch sống. Hai đoàn đều là hỏa diễm, đều bị hỏa linh châu hấp thu, làm u sắc khối không khí xác định là hỏa diễm không lầm, nếu không cũng không có khả năng bị hỏa linh châu hấp thu. Giang giật thiên lực chấn động, phá băng mà ra, nhưng hai cái hỗn độn thú lần nữa phân biệt phun ra hỏa diễm, hắn rất nhanh lại bị sông băng đông kết đi vào. Các người phun lửa có thể, tuyệt đối đừng vật lộn A. Giang giật dứt khoát bất động, sợ chọc giận hai cái hỗn độn thú, nội tâm của hắn mong mỏi quá lớn liền là hai cái hỗn độn thú không ngừng phun lửa, cuối cùng ai cũng không làm gì được đối phương, riêng phần mình thối lui bằng không hắn căn bản là không có cách sống sót ngao ngao hai cái hỗn độn thú không ngừng công kích trọn vẹn phun ra thời gian một nén nhang hỏa diễm lại đều bị giang giật hấp thu hai cái hỗn độn thú cũng tựa hồ mệt mỏi ngừng lại giang giật bị sông băng bao khỏa lơ lửng ở trên biển hắn đôi mắt mở tròn vo thông qua dư quang quét mắt hai cái hỗn độn thú hai vị đại gia mệt mỏi tựu riêng phần mình về nhà đi giang giật nội tâm không ngừng nói thầm cả người khẩn trương tới cực điểm sau một khắc nội tâm của hắn đột nhiên trầm xuống, hai cái hỗn độn thú không phun lửa, nhanh chóng hướng hắn vào tới, tựa hồ muốn đem hắn xé rách, phân mà ăn chi. Bành, Giang Giật cũng không dám lại giả chết, thiên lực quán chú hỏa long kiếm đạo đạo kiếm mang phun ra đem sông băng xoắn nát, hắn cũng không dám công kích hướng bên cạnh bơi đi, nhìn xem hai cái hỗn độn thú sẽ hay không từ bỏ công kích hắn, chém giết lẫn nhau. Hắn khẽ động, hai cái hỗn độn thú cũng động, phân biệt cải biến phương hướng hướng hắn đuổi theo, hai cái hỗn độn thú đều có lợi chảo giờ phút này cũng không có phun ra hỏa diễm chỉ là vung vẩy lợi chảo muốn đem hắn xé rách ầm um, hắn cách cái kia chỉ có cánh bạch ngọc sư tử gần một chút nhẹ nhõm bị sư tử hung hăng đập một cái hắn thiên đế thuẫn vừa mới phóng thích mà ra tự bị hung hăng đập bay ra ngoài hắn người cũng liền mang bị đập bay một khắc này hắn cảm giác bị đại sơn chân áp cả người xương cốt đều có vỡ ra xu thế một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra lực lượng này quá kinh khủng hắn khuôn mặt thanh tú bóp méo, đều đến không thở gấp gáp một hơi, một cái khác hà mã cự thú hóa thành một đạo hắc ảnh tới, lần này nó không có vùng vẩy lợi trảo, trực tiếp vỡ ra um tùm miệng lớn, muốn đem Giang giật nuốt sống đi vào. Hỏa diễm, sinh tử tồn vong thời khắc, Giang giật đầu nghìn lần tốc độ vận chuyển, hắn nghĩ tới một cái cứu mạng biện pháp. Hắn hỏa linh châu bên trên liên tục không ngừng toát ra màu đỏ sậm hỏa diễm, hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, dung hợp võ kỹ phong thích dẫn dắt những cái kia màu đỏ sậm hỏa diễm hướng kia ung um tùm miệng lớn bay đi. Hà mã hỗn độn thú tốc độ quá nhanh, miệng cũng quá lớn, giang giật lúc công kích khoảng cách song phương vẻn vẹn chỉ có 3-4 trượng, như thế khoảng cách coi như muốn trốn tránh cũng không thể nào, 78 đoàn hỏa diễm bị vô số phong long dẫn dắt, xuất vào kia miệng lớn bên trong. Ngao ngao, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái này hỏa diễm vừa tiến vào hà mã miệng lớn bên trong, lập tức bốc cháy lên, hà mã cự thú thống khổ trong hồ lăn lộn không ngớt, Giang giật bị nó cái đuôi quét trúng lần nữa bị hung hăng đập bay. Phốc, Giang giật phun ra một ngụm máu, nhìn qua vô cùng thống khổ tựa như bị trí mạng thương hại hà mã hỗn độn thú mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đều quên thân thể của mình thống khổ. Hai cái hỗn độn thú là đồng cấp, theo lý thuyết song phương hỏa diễm đối với đối phương tổn thương không có khả năng to lớn như thế, giải thích duy nhất hai cái hỗn độn thú hỏa diễm là tương khắc, một loại là cực nhiệt, một loại là cực hàn, hai cái hỗn độn thú thuộc tính hoàn toàn tương khắc, nếu không không có khả năng tạo thành lớn như thế tổn thương. Tốt, Giang giật lau đi khóe miệng huyết dịch, hai con người sáng như tinh thần. Hắn hỏa linh châu bên trong hai loại hỏa diễm đều có, mà lại số lượng cũng không ít, hắn giờ phút này cũng không tiếp tục e ngại hai cái hỗn độn thú, ngược lại trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Hỗn độn thú như thế cường đại, vậy khẳng định là phi thường đắt đỏ, giống như đem kia hai cái hỗn độn thú đều giết, thi thể mang về, nói không chừng có thể đổi lấy rất nhiều thần nguyên hưu bên kia cái kia bạch ngọc sư tử bay tới lần này giang giật không có chạy trốn phóng thích thiên đế thuẫn ngân tại phía trước chính mình tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hỏa linh châu bên trên lam u sắc hỏa diếm cuồn cuộn mà ra hắn yên lặng tính toán lấy khoảng cách trăm trượng năm mươi trượng mười trượng thiên đế thuẫn nhanh chóng hướng bên cạnh bay đi giang giật trong tay hỏa long kiếm hung hăng đánh xuống mấy chục đầu vô hình phong long dẫn dắt một đoàn lam u sắc hỏa diễm hướng bạch ngọc sư tử hung hăng đập tới cắt cắt chương 1300, diệt hỗn độn thú. Quả nhiên, cái này Bạch Ngọc sư tử ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thân thể hướng bên cạnh nhanh chóng tránh né mà đi, cũng không dám lại công kích giang giật. Nhưng khoảng cách song phương chỉ có mấy trượng, hỗn độn thú thân thể dài đến ba trượng, lại như thế nào tránh được. Ầm, um, những cái kia lam u sắc hỏa diễm đập vào Bạch Ngọc sư tử trên thân thể, cái này Bạch Ngọc sư tử lập tức như bị sét đánh, toàn thân kết băng ở trong biển lăn lộn, thống khổ chu lớn không ngớt, mà bị đánh chúng địa phương thế mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tựa hồ bị cái này lam u sắc hỏa diễm đốt mặc vào. Tốt, chết, Giang giật hét lớn, đã sớm ngưng tụ lam u sắc hỏa diễm lần nữa hung hăng đánh xuống, thừa dịp ngươi bệnh, liền muốn mạng ngươi. Suy suy, bốn năm đoàn lam u sắc hỏa diễm gào thét mà đi, Giang giật bắn ra rất chuẩn, toàn bộ xuất vào bạch ngọc sư tử trong thân thể bị đốt mặc trong lỗ nhỏ. Kia cự thú gào thét vài tiếng, trong hồ lăn lộn đến càng phát lợi hại, chấn thiên tiếng giống chấn bọt nước phóng lên tận trời, phía trên mặt đất cũng hơi chấn động, Giang giật màng nhĩ bị chấn động đến tiên huyết chảy dọc. Tốt, Giang giật hét lớn một tiếng, đem hỏa linh châu có thể còn lại mười mấy đoàn lam u sắc hỏa diễm toàn bộ vận chuyển mà ra, thân thể lướt sóng mà đi, ánh mắt khóa chặt cái kia to lớn miệng vết thương, lần nữa hung hăng đem mười mấy đoàn hỏa diễm toàn bộ đập đi vào. Ngao, lần này Bạch Ngọc sư tử phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, thân thể lăn lộn cường độ yếu bớt, trên thân khí tức từ từ yếu bớt, chậm rãi toàn thân rung động, trong miệng màu đỏ sậm tiên huyết không ngừng tuôn ra, trong đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Đồ thần chảm, giang giật không yên lòng, ngừng tụ đồ thần chảm, ba đầu hỏa long bắn vào bạch ngọc sư tử trong thân thể, cự thú toàn thân rung động mấy lần, vô số tiên huyết nội tạng bắn ra mà ra, lần này triệt để chết hết, phiêu phù ở mặt hồ, phụ cận nước hồ một mảnh đỏ sậm, mùi máu tươi gai mũi. Hô hô, giang giật thật dài phun ra mấy hơi thở, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt hướng nơi xa mặt hồ nhìn lại nhưng bên kia nước hồ thế mà bình tĩnh trở lại cái kia hà mã hỗn độn thú hẳn là trốn đi đáy hồ hừ đã giết một cái hỗn độn thú sang giật lại thế nào có thể buông tha một cái khác hắn hỏa linh châu bên trong màu đỏ sậm hỏa diễm rất nhiều chừng giết chết cái kia hà mã hỗn độn thú hắn thân thể lóe lên đem bạch ngọc sư tử thi thể thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn lúc này mới hướng đáy hồ nhanh chóng kín đáo đi tới hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng nước hồ ba động còn không có tiềm hành đến đáy hồ ánh mắt hắn đột nhiên mở ra ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, quát lạnh nói, ở chỗ này, truy. Hắn nhanh chóng tiềm hành, trong hồ có rất nhiều đáy nước sinh vật, bất quá cũng không phải là hỗn độn thú, không có lực công kích. Giang giật đuổi trọn vẹn hai nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một hang đá khổng lồ, trong thạch động thỉnh thoảng truyền đến cự thú thống khổ gào thét. Hưu, Giang giật hỏa long kiếm tỏa ra ánh sáng, đồ thân chảm phóng thích, đột nhiên hướng phía trước đập tới, đem kia hang đá nổ chia năm xẻ bảy, cái kia có được to lớn hình thể hà mã hỗn độn thú cũng mãnh liệt bắn ra. Ngao, hà mã hỗn độn thú hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một cái to lớn lam u sắc hỏa diễm, đáng tiếc hỏa diễm căn bản đối giang giật không có hiệu quả, toàn bộ bị hỏa linh châu hấp thu. Giang giật thân thể cũng bất động, mặc cho hỗn độn thú công kích, hắn lam u sắc hỏa diễm toàn bộ tiêu hao hết, giờ phút này vừa vặn bổ sung một chút, về sau đối địch dùng tốt đến công kích. Một cái, hai cái, mười ngụm. Hà mã hỗn độn thú phun ra mười mấy khẩu lam u sắc hỏa diễm về sau, tựa hồ có chút nguyên khí đại thương, không còn phun ra hỏa diễm, hướng giang giật nhanh chóng bay tới, hiện ra hàn quang lợi chảo trùng điệp quét tới. Tới tốt lắm, giang giật thân tử không động, đồng dạng phóng thích thiên đế thuẫn cản phía trước, nhanh chóng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm. Bất quá hỏa diễm vừa ra, mặc dù giang giật ngưng tụ thần thuẫn, nhưng nhiệt độ cao vẫn là để phụ cận nước hồ bốc hơi, biến thành cuồn cuộn xương trắng hướng lên trên mặt dũng mãnh lao tới đi, thiên đế thuẫn hướng bên cạnh tránh ra, mấy chục đầu phong long mang theo mười mấy đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm hung hăng đập tới, những nơi đi qua nước hồ biến thành một mảnh xương trắng, hơn nữa còn xuất hiện một cái chân không. Ngao, hỗn độn thú sợ, uốn éo người liền muốn đào tẩu, nhưng khoảng cách quá gần, mười mấy đoàn hỏa diễm đập vào nó chân sau bên trên, thoáng cái đưa nó chân sau cho đốt tiêu một mảnh, nửa cái bắp đùi cơ bắp cũng bị mất, nó đau đến ở trong nước lăn lộn, há to mồm lại không ngừng phun ra màu lam hỏa diễm. Giang giật ngừng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm, nếu không sẽ bị màu lam hỏa diễm tiêu hao. Hắn chờ đợi những cái kia màu lam hỏa diễm bị hấp thu về sau, nhanh chóng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm, nhắm chuẩn một chỗ công kích, triệt để đem hỗn độn thú trái chân sau phế đi, để nó không thể chạy trốn. Sau đó sự tình liền dễ làm, Giang giật không vội mà giết chết cái này hỗn độn thú, buộc hắn không ngừng phun ra màu lam hỏa diễm, để hỏa linh châu hấp thu. Cái này hỏa diễm thế nhưng là đồ tốt, mặc dù không biết cụ thể uy lực, nhưng thiên thần hẳn là ngăn không được a liền xem như thần tướng tại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để đánh lén tự nhiên là thu thập đến càng nhiều càng tốt giang giật cũng không dám lãng phí màu đỏ sậm hỏa diễm lợi dụng đồ thần chảm từng điểm từng điểm mài chết cái này hỗn độn thú hỗn độn thú chân sau xương cốt hoàn toàn bị đốt đi mấy lần muốn chạy trốn nhưng tốc độ còn không bằng giang giật chỉ có thể nổi giận không ngừng công kích giang giật chỉ là nó hỏa diễm giang giật căn bản không sợ khẽ dựa gần tùy ý phóng thích một chút màu đỏ sậm hỏa diễm sông kia ngựa lại chỉ có thể e ngại né ra. Chậm rãi, trọn vẹn mài một canh giờ, Giang giật triệt để đem cái này hỗn độn thú mài chết, hỏa linh châu bên trong cũng nhiều hơn 100 đoàn lam u sắc hỏa diễm, màu đỏ sậm hỏa diễm ít một chút, còn có hơn 60 đoàn. Hô hô, tại triệt để đánh giết đây là hỗn độn thú về sau, Giang giật toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra, thần kinh căng thẳng triệt để buông lỏng sau xuống tới. Hắn ngồi tại đáy hồ thả ra thần thuẫn từng ngụm từng ngụm thở, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang mới chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ánh mắt của hắn nhìn về phía nhìn về phía Hỗn Độn Thú ở lại cái kia trong thạch động, cái này lòng đất ám hồ là đây là Hỗn Độn Thú địa bàn, trong huyệt động của nó sẽ hay không có một ít bảo vật linh dược loại hình. Hưu, hắn xông vào bị tạc đến khắp nơi vỡ ra trong thạch động, ánh mắt tại đen nhánh trong thạch động liếc nhìn. Hắn thị lực còn có thể, miến cưỡng có thể thấy rõ ràng, bất quá thạch động này rất sâu, đi trăm trượng mới đến cuối cùng. Không có gì tốt đồ vật a, à. hắn quét mắt vài lần cuối cùng trong góc nhìn thấy mấy khối vỡ vụn chiến giáp hẳn là có võ giả bị hỗn độn thú nuốt chừng lưu lại một chút không chọn vẹn chiến giáp a à, nơi này có một cái giới chỉ tại không chọn vẹn chiến giáp phía dưới giang giật thấy được một cái đen nhánh giới chỉ vội vàng hưng phấn vồ tới rót vào một tia thiên lực chiếc nhẫn kia lập tức có một tia tinh thần liên hệ nhẹ nhõm bị thiên lực luyện hóa a à, chiếc nhẫn kia bên trong không gian sau ta cổ thần nguyên giới lớn mấy trăm lần đây cũng là thượng giới không gian giới chỉ giang giật tâm thần tham tiến vào phát hiện bên trong có một cái trọn vẹn vạn trượng to lớn không gian bên trong chất đống lấy một chút thượng vàng hạ cám đồ vật giang giật tâm thần bị mấy cái lóng lánh kim quang tiểu thạch đầu hấp dẫn đây là cái gì hắn đem cái này bảy tám cái tiểu thạch đầu lấy ra đen nhánh hang đá lập tức phát sáng lên giang giật cảm giác một cỗ tinh khiết năng lượng theo trong viên đá tản ra cái này năng lượng còn vô cùng dồi dào bởi vì không biết cụ thể là cái gì giang giật không dám loạn luyện hóa thưởng thức một trận mất đi đi vào tâm niệm yên lặng ở bên trong một cái cự phủ bên trên. Ông, cự phủ ra giang giật trên tay, lưới búa này phía trên có thần bí đổ văn, còn có phủ văn lưu chuyển, là một thanh thần khí không sai. Bất quá giang giật có hỏa long kiếm, binh khí này ngược lại là gân gà. Đi, cha xét còn lại đồ vật, cũng không có phát hiện đặc biệt bảo vật, giang giật bốn phía quét qua hướng hang đá bên ngoài bay đi, vọt ra khỏi mặt nước, du tẩu gần nửa canh giờ. Hắn đã tới bên hồ, dùng hỏa long kiếm xoắn nát đất đá hướng mặt đất phóng đi. Um, sau gần nửa canh giờ, giang giật phá đất mà lên. khi hắn thổi nhàn nhạt thanh phong, nghe bên ngoài không khí mới mẻ lúc, toàn thân đều yên lặng tại trong vui sướng. kiếp sau chạy trốn cảm giác thực tốt. chương 1301, mượn người đầu người dùng một lát. a à ta thế mà không có trong núi mà là đã tới bình nguyên phía trên. giang giật bốn phía xem xét lại là kinh hỉ, lại là buồn rầu hắn xem như triệt để lạc đường, mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy ai biết đám kia diệt ma chiến tướng đi không có hắn cũng không biết theo bên kia đi, tùy ý chọn một cái phương hướng nhanh chân chạy như điên. Đi một canh giờ, hắn phát hiện phủ cận căn bản không có bất luận cái gì kiến trúc, cũng không có bất kỳ người nào cùng dã thú, hắn dừng một chút, cải biến phương hướng hướng phía bắc tiến lên. Có người, bôn tàu nửa canh giờ, hắn cảm thấy phía trước mặt đất có chút đang chấn động, hắn thân thể lập tức hướng bên cạnh một cái trong bụi cỏ ẩn núp mà đi, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng càng lúc càng lớn mặt đất ba động. Bảy người, cũng đều là thiên thần, không chung cũng không có ba động, thần tướng cấp bậc võ giả đều biết bay. Giang giật nhẹ nhóm đoán được người nhân số cùng thực lực, hắn bất động thanh sắc, không có phóng thích bất kỳ khí thức gì, tiềm phục tại trong bụi cỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ẩn núp. Hiu hiu hiu, nơi xa trên đường chân trời rất mau ra hiện bảy bóng người, đều mặc màu lam võ sĩ bào, trong tay cầm màu đen mộc thương, súng, sắc mặt kinh hoàng toàn lực lao nhanh giang giật liếc mấy cái ánh mắt híp lại những này là cức dương bộ lạc người giết hắn khảo hạch còn thiếu một cái đầu người coi như không thiếu hắn cũng không hiểu ý mềm bị minh giới khống chế người đó đã không phải là loài người giang giật nếu có năng lực gặp được một cái liền sẽ giết một cái minh giới đem thiên tinh giới ức vạn con dân xem như chuồng ra súc dưỡng đem thiên tinh giới xem như lò sát sinh cái này khiến giang giật cùng minh giới ở giữa sớm đã thế bất lưỡng lập có người phía trước bôn tàu bảy người, rời đi giang giật ngàn trượng lúc một người ánh mắt quét tới quát khẽ, giang giật thân thể vội vàng bay vọt lên, nhưng lại cũng không có hướng bảy người kia phóng đi, mà là hướng một bên khác kinh hoàng bỏ trốn. Mặc dù bảy cái thiên thần đối với Giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không dám khinh thường giả bộ sợ hãi chạy trốn, làm cho đối phương sinh ra khinh địch chi tâm. Không thể dò gì tin tức, giết, một người quát khẽ, bảy cái cước dương bộ lạc người lập tức hướng giang giật điên cuồng đuổi theo mà đến mà giang giật khống chế tốc độ sở dĩ rất nhanh liền bị bảy người kéo gần lại khoảng cách tiểu tử hướng vĩ đại minh đế hiệu trung đi một tên trên mặt đều là nếp uốn lão giả âm hiểm cười đánh ra một đạo hắc quang giang giật huyền thần khải đều không có hiển lộ ra sở dĩ hắc quang nhẹ nhõm tiến vào thân thể của hắn một cỗ thi khí hướng linh hồn hắn dũng mãnh lao tới liền muốn xâm nhập linh hồn của hắn ầm um, chạy vội bên trong giang giật thẳng tắp ngã xuống hắn cũng không có khống chế tiểu toàn ký tự khu trục thi khí, sở dĩ toàn thân đều bị hắc khí vần quanh, cảm giác tùy thời đều có thể bị thi khí khống chế. Hừ, mấy người còn lại không có công kích, đem giang giật phơi lại, chờ đợi thi khí khống chế giang giật. Mọi người rõ ràng buông lỏng đề phòng, dù sao giang giật cho bọn hắn cảm giác thực lực quá yếu quá yếu. Ông, giang giật trong đầu tiểu toàn ký tự hiển hiện. Những cái kia thi khí trong nháy mắt bị tính hóa kiểu làm sạch trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện hỏa linh châu bên trong từng đoàn từng đoàn màu lam hỏa diễm thoát ra, tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này, vây quanh hắn sáu người, còn có cách đó không xa tên lão giả kia đôi mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy đều hoảng sợ lui nhanh. Hưu, Giang giật khống chế mấy chục đầu phượng long, phân biệt mang theo bảy tám đoàn màu lam hỏa diễm hướng sáu người vào tới. Hỏa diễm còn không có tới gần mọi người, sáu người kia toàn thân đều kết băng, chờ hỏa diễm va chạm bên trên, thân thể lại dùng tốc độ khủng khiếp bị thiêu đốt, vẻn vẹn một hơi thời gian, sáu người phía sau lưng đều bị đốt mặc, trước thi thể mặt đều xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đại nhân tha mạng, lão giả kia vốn định chạy trốn, nhìn lại sáu người chết được như thế dứt khoát, đôi mắt nhất chuyển thế mà không chạy, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện làm nô lệ của ngươi, ta chính là ngươi một con chó. Ây, giang giật nao nao, cũng không có đi xem lão giả, mà là ánh mắt nhìn qua những cái kia bị đốt giết thi thể, không nghĩ tới cái này kỳ dị hỏa diễm uy lực lớn như vậy sáu người này căn bản đều không có cơ hội phản kháng đồ tể dê bỏ nhẹ nhóm. đồ tốt a à, đáng tiếc quá ít dùng một điểm ít một chút a à. giang giật cảm khái một tiếng hỏa linh châu bên trong xuất hiện một đoàn hỏa diễm nhanh chân hướng lão giả đi đến ánh mắt khóa chặt lão giả trầm giọng hỏi các ngươi cước dương bộ lạc tại phương hướng nào đại nhân biết rõ chúng ta là cước dương bộ lạc lão giả có chút ngạc nhiên nhìn thấy giang giật trong mắt hàn quang lấp lánh vội vàng trả lời tây bắc biên cái phương hướng này, rời đi nơi này có 70 vạn lý. Rất tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, hỏa linh châu bên trên hỏa diễm biến mất, hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, đồ thần chảm phóng thích, hắn lạnh giọng nói ra, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Oanh, khoảng cách gần như vậy, lão giả tôi không kịp đề phòng hạ bị hung hăng nổ bay ra ngoài, hắn thân thể đồng dạng không có thần khí chiến giáp, bất quá nhục thân rất mạnh, vẻn vẹn bị đả thương nặng. Giang giật không ngừng đánh xuống hỏa long kiếm tươi sống đem hắn nổ chết, lúc này mới cắt lấy đầu người lấy ra thần hạch đồng thời đem sáu người kia thần hạch đều góp nhặt lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ về phía tây phía bắc chạy đi nhất định phải chờ lấy ta à